Tập 1, mở đầu của mùa 2 là cảnh tượng một cuộc chiến đẫm máu vừa diễn ra. Sau khi đã giết hết đám người là thành viên của giáp siếp đỏ do gọi điện báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vì bất cẩn mà cô ăn ngay phát đạn từ một tên vẫn còn hấp hối. Ở nhà Loi đang xem tin tức trên TV thì bị Ania đòi mở anime của Tenny Senpai coi. Papa vừa mới từ chối cái con bé định ăn vạ luôn thế là đành phải đồng ý cho mở. Ania cứ đứng waku waku trước bộ phim về điệp viên. Ngay sau đó Jo về tới nhà với một nét mặt như vừa trải qua chuyện kinh hoàng. Cô đang rất đau và phải cố nhẫn nhịn sau khi ăn viên kẹo đồng vào mông. Ania đọc được suy nghĩ thì cực sốc vì nghĩ mama sắp chết. Chuyện này khiến Loi tái xanh mặt cho rằng cô ấy đang giận dỗi vì bị mình nhờ đi mua đồ. Chỉ là kết hôn theo giao kèo mà mình lại nhiều lần vô ý nhờ vả chắc đã khiến cho bất mãn. Nhất định phải tìm cách cải thiện tình hình nếu để gia đình bất hòa sẽ bể kèo mất. Cứ tưởng qua một đêm tâm trạng cô ấy sẽ nguôi bớt đi nhưng không. Cơn đau ấy không đỡ chút nào. Anh lập tức ngỏ lời mời hôm nay là ngày nghỉ em có muốn đi hẹn hò không làm cô giật mình ngượng ngùng. Loi lấy cớ là để đáp lễ cho việc luôn giúp anh việc nhà và nuôi con. Một người cả đời chưa được trai rủ đi hẹn hò bao giờ lại thường bị các đồng nghiệp nữ trên cơ quan hỏi chuyện do không thể bỏ lỡ dịp này được cô đồng ý ngay lập tức. Ania cũng phấn khích xin đi cùng nhưng bị papa bắt ở nhà trong nhà và gọi chú Frankie qua chơi cùng. Loi búng tay một cái chiếc xe sang trọng xuất hiện. Sự thực là đêm qua anh đã nghĩ ra đến 862 cái kịch bản hẹn hò đủ khiến cô ấy vui, nhưng không may loi lại chưa hề tính đến trường hợp vợ bị đau mông. Do chỉ lấy cớ là muốn đi bộ hẹn hò lại càng làm anh tưởng mình đang bị giận, vậy là còn đúng 68 cái kịch bản dùng được. Ania chợt nhớ tới nội dung tập phim tối qua mới xem, con bé liền xin chú bù xù cho mình bám đuôi papa và mama. Nào ngờ Frankie cũng thấy thú vị liền đồng ý luôn và thoáng chốc hai người đã ngụy trang xong. Nhiệm vụ bảo vệ tư gia thì được giao cho hai đặc vụ Bon và cánh cụt cùng với trưởng quan Chimera, nhưng có vẻ như Lloyd đã nhận ra mình bị theo dõi trong đúng nửa nốt nhạc. Bắt đầu từ việc đi mua đồ anh khen do dáng đẹp có lẽ sẽ hợp với phong cách mặc quần. Tuy nhiên nếu mặc cái thứ bó chặt đó thì vết thương sẽ bị chèn ép vậy nên cô từ chối, đi dạp xem phim thì suốt cả buổi do chỉ đứng. Cứ thế hết điểm hẹn hò này đến chỗ hẹn hò khác cô nàng đều phải đứng thẳng tắp mặc cho Lloyd có kêu ngồi xuống. Ania và Frankie vẫn bám sát theo sau đến spa massage thì khỏi phải nói do đòi về ngay tức thì thậm chí ở sở thú nét mặt đau đớn của cô còn khiến động vật nó sợ rốt cuộc suốt cả ngày không thể tập trung hẹn hò nổi mặc dù anh loi đã cất công chỉ bảo mình rất nhiều anh nhà thì tưởng do đang càng ngày càng khó chịu frankie thấy cái tên loi thường ngày sát gái này lại thất bại thê thảm như vậy thì đắc chí lắm cuối cùng đến với bữa ăn tối tại một nhà hàng sang trọng cô buộc phải ngồi xuống nhưng chỉ ngồi sổm không đặt mông xuống ghế còn hai chú cháu nhà này vì cách ăn mặc không phù hợp nên không được vào nhà hàng này đành ra về. Anya vô tình nghe thấy tiếng suy nghĩ từ một tên kẻ thù của Jo đang làm nhân viên bồi bàn. Hắn chính là người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát căn cứ hôm qua, đã định rửa tay gác kiếm về làm việc lương thiện sống cùng bạn gái vậy mà đen đủi lại gặp phải công chúa gai, không còn cách nào khác ngoài việc khử ả à ta ngay tại đây báo thù cho các đồng chí dưới nơi suối vàng. Cô bé của chúng ta thì sốc khi nghĩ đến cảnh mama sẽ bị lộ thân phận sát thủ và papa sẽ chia tay rồi vứt luôn Ania. Liên nói với Frankie gia đình đang gặp nguy hiểm nhưng chú lại tưởng cô bé lo lắng ba mẹ sẽ ly hôn, đành quay lại chơi trò đột nhập. Nhà hàng này có món cá nóc vô cùng hiếm tới từ đất nước ở vùng Viễn Đông. Cá nóc là loại có độc chết người nhưng thịt của nó thì lại là mỹ vị. Tên bồi bàn đang chất hết chất độc từ con cá ngụy trang làm ly rượu cốc tai đem ra cho giò. Cầm chiếc ly trên tay cô nhận xét thứ này có màu sắc thật ghê và trông rõ nhấp nháp. Ania đang đột nhập từ đường ống bên trên thầm nghĩ trong đầu Mama không được uống, nhưng xui thay do đã nhấp một hơi cạn ly rượu và ngay lập tức cơ thể có biểu hiện lạ. Cơ mà hóa ra uống thứ này vào khiến cho cơn đau mông đã dịu đi dù cả người có hơi tê tê. Nhắc lại cho anh em biết thì do vốn có khả năng kháng độc nhé nên lượng độc mà tên kia lấy chưa đủ giết được cô. Tâm trạng do liền vui lên rõ rệt rất mong chờ đồ ăn sớm được bưng ra. Đã vậy gã bồi bàn sẽ chế tạo bom nổ từ đống đồ trong nhà kho, do không thể tạo được bộ hẹn giờ nên chỉ còn cách ôm bom cảm tử. Trước khi hy sinh hắn thầm xin lỗi cô người yêu, Anya ngay lập tức đọc được suy nghĩ đó và chỉ trong một khoảnh khắc cô bé đã biến mất khỏi tầm mắt Frankie chui xuống dưới. Tên tội phạm vội vã chạy đến nhà kho thì chân ngã đập cả đầu vào tủ do có đứa nào đó giải dầu ô lưu ra. Kế tiếp mở cánh cửa vào trong hắn bị một cái chậu đựng đầy đồ rơi cốt phát vào đầu và không may cho gã một trong số những món vừa bị rơi là vật có thể chế tạo quả bom được. Nó ngay lập tức nổ tung khiến nhà hàng rung lắc một cái, hắn nhận ra thứ này là bom lạc lẽ nào là đồng bọn của công chúa gai. Đúng lúc đó một đứa trẻ con bước ra chĩa súng vào mặt đe dọa thậm chí con bé còn biết rõ thân phận anh là người của giạp siếc đỏ. Ania tha mạng cho và mong ngươi bỏ hẳn việc làm kẻ xấu đi cũng như hãy khiến Catherine được hạnh phúc. Lại một lần nữa khiến hắn hoang mang cực mạnh tại sao người yêu mình cũng bị con bé biết tên cuối cùng gã đã quyết định rũ bỏ tất cả công việc này để bắt đầu lại từ đầu kết thúc bữa tối do cười rất tươi bởi đồ ăn ngon vô cùng khiến loi mừng lắm cùng nhau đứng ngắm cảnh tại một vị trí tuyệt đẹp nhìn rõ được cả thành phố cô cảm ơn anh vì từ nhỏ mình chỉ luôn quan tâm đến em trai và công việc chẳng có mấy thời gian đi chơi nên nếu được thì sau này lại dù em đi chơi nữa nhé anh cũng mỉm cười sẵn sàng bất cứ lúc nào hai người quyết định đi ngồi nốt công viên di động đằng kia rồi về mà bất ngờ ania nhảy ra xin đi với Mọi chuyện tưởng chừng đã hòa bình nhưng không. Sáng hôm sau chất độc từ cá nóc hết tác dụng và cơn đau thấu mông lại trở về với Jo. Tập 2. Câu chuyện hôm nay kể về một ngày của Bon, đang nằm dài lười biếng trên ghế đột nhiên nó tiên tri được cảnh Ania rủ chơi trốn tìm, ngay sau đó nhà cúp điện tối om, do có bất ngờ muốn dành cho Bon và bịt mắt dẫn nó đi nhưng hóa ra đó là người của viện nghiên cứu cải trang. Cuối cùng nó đã bị bắn chết, Bon liền buồn bã chạy ra ngắm nhìn các tấm ảnh kỷ niệm của gia đình và thầm ấm lòng khi nghĩ về cảnh họ thương cảm vì cái chết của mình đành ra cào cào trước cửa phòng để nói lời chia tay ania sớm tuy nhiên cô bé đang bận làm bài tập nên không quan tâm đành ra tạm biệt bà già thì do xin lỗi vì thức ăn cho chó đã hết rồi nên sẽ nấu tạm món gì đó cho bon ăn ngay lập tức nó lại dự đoán được cảnh tượng mình ăn thức ăn do bà già làm xong lăn ra chết toi bon bắt đầu run lẩy bẩy người nghĩ đến cảnh nếu từ chối ăn thì cũng bị do xiên chết vậy là hết cứu nó nằm lăn lộn ra sàn nhà ăn vạ mà chợt nghĩ ra nếu ông già đi làm về sớm thì mình sẽ có cơm ngon ăn sẽ không phải chết trong đầu Bon tưởng tượng ra công việc mà loi làm là săn bắt hái lượm thì nó quyết định sẽ giúp ông chủ săn mấy con lợn có như vậy loi sẽ về sớm nấu cơm nghĩ là làm Bon chạy vọt ra khỏi nhà lần theo mùi hương của ông già xin lỗi ở đây không có chó đuổi người chỉ có người dượt chó trải qua một chặng đường rõ xa xôi với biết bao gian khổ thì trời đã ngả chiều tà đứng dưới ánh hoàng hôn Bon rơi lệ và vẫn quyết định tiếp tục lên đường mặc dù bụng đã đói mèo nào là đụng độ đàn chó hung dữ rồi đến mải ngắm một cô chó xinh đẹp trên đường, chết giờ tôi chợt nhận ra nãy giờ tôi hiểu tiếng chó anh em ạ. À. Trong khi đó Loi đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu vật là loại thuốc nói thật được một công ty phát triển. Đang định đột nhập vào trong thì hú hồn bon từ đâu lao tới tỏ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy ông chủ. Anh đuổi đi về nhưng nó nhất định lắc đầu không nghe và kể lại sự việc cơ mà Loi hiểu lầm bon chỉ đang muốn chơi, chú chó liền đứng lên chạy một mạch vào những tuyến đường không có người. Loi mới nhớ ra công ty trước đây thí nghiệm Bon cùng tham gia vào dự án Apple, lẽ nào nó đã được huấn luyện và giờ muốn đi báo thủ cho bạn bè bị thí nghiệm. Sai hết rồi ông già ơi, em nó chỉ muốn ăn tối thôi." Cuối cùng nhờ khứu giác của Bon mà hai người đột nhập vào dễ dàng. Con chó còn cố với lấy cái túi hamburger trên bàn, tiến vào trong phòng nghiên cứu toàn là kết bảo hiểm với bảo mật rất kỹ càng. Tình hình như này e là còn lâu mới được về nhà, đột nhiên Bon dự đoán được tương lai thấy mấy tên nhà nghiên cứu sắp quay lại khiến Loi đành đuổi mình về nhà trước và thế là lại đâu vào đấy phải ăn cơm bà già nấu, nó chỉ còn cách chạy ra cắn áo ra hiệu ông chủ, ngay sau đó bốn người kia về đến nơi thì nhận ra cửa không khóa. Kèm theo một mảnh giấy có ghi ta đã cướp được mẫu vật thuốc dán trên tường, hắn vội vội vàng mở ra kiểm tra thì hết hồn vì chúng vẫn còn nguyên. Chỉ chờ có thế loi cùng bon sông ra đột kích, chú chó không hề kém cạnh ông chủ nhảy lên tung cú suốt trời giáng Tương lai trong đầu bon lúc này đã được thay đổi thành một bữa tối thơm ngon cùng sự quan tâm lo lắng của cả nhà chủ. Nó lộ rõ vẻ hạnh phúc mà Loi còn tưởng vì trả thù thành công cho đồng đội khiến Bon vui, chuyển cảnh đám con nhà giàu hội của Damian đang sống trong ký túc xá trường. Mọi người đều dậy sớm đúng giờ chỉ có mình con thứ là dậy trễ hậu quả bị phạt đi phụ giúp bảo mẫu ký túc xá. Chỉ vì muốn mau chóng giành được sao Stella nên Damian liên tục thức khuya học bài. Đám bạn thì đang rất vui vì hôm nay sẽ được giáo viên dẫn đi xem phim rồi ăn bò nướng trên đường về. Tuy nhiên con thứ lại từ chối vì còn phải học bài mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Nghe tiếng đám trẻ ngoài kia háo hức hỏi thầy giáo về bộ phim hôm nay xem chỉ khiến Damian tối sầm mặt. Cậu muốn tranh thủ lúc bọn nó chơi mình sẽ nỗ lực vươn lên để được cha khen ngợi một lần nữa. Hai tên đàn em thì bị bảo mẫu ký túc xá đuổi ra chỗ khác do đây là hình phạt của một mình cậu ấy. Đã vậy chúng nó cố tình mặc đồ lôi thôi và ăn vặt ngoài giờ quy định ngay trước mặt thầy chủ nhiệm ký túc xá. Và thế là hai đứa đã chọn bị phạt cùng Damian để giúp cậu hoàn thành nhanh rồi đi chơi. Damian vẫn nhất quyết muốn học bài đã vậy chúng nó liền lấy tấm chăn mà cậu phải phơi lên, đem buộc vào người đóng vai học sinh hoàng gia, rồi bỏ chạy khiến Damian phải đuổi theo đòi lại danh hiệu đó cho mình. Thấy cú cậu đeo cái áo choàng trên người rồi cứ đứng nhìn trời khiến một thầy trêu chắc hẳn nhóc muốn đi picnic lắm rồi. Thầy chủ nhiệm ký túc xá tới lấy cớ là dám làm việc riêng trong lúc bị phạt nên sẽ giao cho một hình phạt khác, đó là phải đi một chuyến rèn luyện dã ngoại cùng thầy Green. Được cái ngôi trường Eden này rất chất lượng có thể trèo thuyền xuôi sông ra tận hồ từ trong khuôn viên trường. Và lại thầy vốn là người có năng lực thuộc đại đội hải quân nên sẽ bảo đảm an toàn, cả bọn nhắm mắt nhắm mũi vượt qua được tảng đá chặn đường. Tiếp đến là cái thác nước thì Damian bị ngã tòm xuống sông, thấy vậy hai thằng đệ mặc dù không biết bơi cũng nhảy vụt xuống ít nhất thì cũng phải làm bàn đạp để cho ngài được sống sót. Damian đang xúc động rớt nước mắt thì ông thầy phán một câu nước ở đây nông lắm đứng được mà các em, hậu quả là ba đứa phải lên bờ phơi đồ và bắt đầu đi nhặt củi nhóm lửa. Thầy Green tạo ra lửa cực tài ba cho bọn nhỏ sưởi ấm, ở nơi này không có sandwich hay đồ gì có sẵn bắt buộc phải ra sông bắt cá. Ba đứa cùng đi nhặt các cành cây rồi buộc dây cước lại tạo thành cần câu, tiếp theo đi đào run thì Damian sợ chết khiếp bỏ chạy. Thế là hai thằng đệ được dịp trêu chọc một phen, cuối cùng mỗi đứa đều câu được một con và đem ra lửa nướng ăn thì nó ngon vô cùng. Tuy bò nướng cũng ngon nhưng vẫn không thể sánh bằng đồ mình tự kiếm ra được. Damian vừa mới tươi cười xong lập tức lắc đầu tự nhủ trong khi mình đang làm mấy trò này thì người ta vẫn tiếp tục học bài. Thầy nói ngồi trước làn gió thổi mát mẻ cùng tiếng ngọn lửa lập lòe tí tách, hòa quyện với tiếng xào xạc của cây lá và mùi của đất, chúng ta chỉ việc thả lỏng cơ thể tận hưởng nó sẽ khiến não hoạt động mạnh và giúp cho việc ghi nhớ cũng như khả năng sáng tạo tăng cao thì chẳng mấy chốc sẽ kiếm đủ 8 sao Stella thôi. Damian mới nãy còn không quan tâm mà nghe xong cũng muốn thử làm theo thật ạ, à đúng là con người dễ bị dụ quần áo đã phơi khô cả nhóm tiếp tục lên đường đến cái hồ được gọi là hồ stella văn vâng, cu cậu lại tin sái cổ nữa rất háo hức đi nhân đây thầy cũng kể lúc này ở phía nam đang có nhiều người lấy danh nghĩa đi picnic nhưng thực chất là sang phía tây tị nạn bọn nhỏ rất thắc mắc tại sao lại phải sang bên đó không lẽ bánh kẹo phía tây ngon hơn trong khi bầu trời đêm ở nơi này thì đẹp đến vậy mà nhưng hai đứa tin ngài damian khi lớn sẽ biến đất nước Ostenia này thành nơi còn tuyệt vời hơn thế damian có nguyện vọng làm chính trị gia chỉ vì cha cậu cũng vậy cậu tóc mái dài muốn làm phi hành gia còn cậu mập chẳng có ước mơ gì, à không nghĩ lại rồi ước mơ là được ăn thật nhiều bánh kẹo. Đã đến nơi đám trẻ mắt sáng long lanh khi được nhìn cái hồ nước phản chiếu hình ảnh những vì sao. Trông hệt như ngoài vũ trụ, Damian đắn đo một chút rồi cảm thấy mình không hề phí phạm thời gian chút nào vì nơi này rất đẹp. Cô cậu thả lỏng toàn bộ các giác quan nằm lăn ra đất cùng các bạn ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn. Cậu mập nhận xét các ngôi sao nhìn như đường ngọt rắc lên cái bánh khiến Damian cuối cùng cũng phải bật cười. Sau đó trở về nhà Damian đã có một giấc ngủ ngon đêm nay. Tập 3 Juri đang thực hiện nhiệm vụ chỉ cần nghe tiếng bước chân cậu cũng có thể đoán ra được có ba đối tượng đã vào phòng. Hai tên đằng sau khá to con và chúng đứng tránh xa cửa ra vào cũng như cửa sổ. Một tên ngồi xuống ghế sofa ở phía tường yêu cầu người đang đứng giao hàng ra. Ngay lập tức cấp trên của Juri dẫn người đột kích vào phòng bắt hết bọn chúng vì bị tình nghi là gián điệp. Một thằng vội mở tung cửa sổ ra chạy thoát thì bị Juri vật cho một cái mặc dù trên tay hắn còn đang cầm súng ngày hôm sau cậu lại được khen thưởng và nhận nhiệm vụ mới. Dạo gần đây bên phía Tây có nhiều đầu sách và ký sự châm biếm đất nước Australia của ta, nhưng toàn là bịa đặt cùng thuyết âm mưu được bán chui. Trong số những kẻ viết bài có một tên nổi bật nhất đó là Franklin Pokin, 39 tuổi. Jury cần phải theo dấu tên này để tìm ra chứng cứ và kẻ đã trả tiền mua bài. Anh chàng tóc vàng đằng sau phải thắc mắc ngài giao việc cho Jury có nhiều quá không? Nhưng cậu vẫn thấy ổn không sao hết vì không thể để những kẻ cặn bã này được sống yên ổn trong đất nước của mình và chị gái. Jury theo dõi nhất cử nhất động của Franklin Popkin từ việc sáng sớm dậy rồi xem chương trình TV gì, hắn đi tới nơi làm việc là một biêu cục bằng tuyến tàu gì, đến chưa đi ăn cùng đồng nghiệp rồi chiều tan làm ghé qua chợ trung tâm, rồi từ đó đến đêm lại làm những gì. Thấy Jury thức thông hai ngày liên tiếp anh cấp trên nhắc đổi ca đi nghỉ ngơi đi, tuy nhiên cậu vẫn tỏ ra ổn nộp tiếp bản theo dõi của ngày tiếp theo. Cơ mà lần này đã có một chút sai sót ở tên quán ăn nghĩa là phải mệt lắm rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng Franklin Pokin ra mở cửa thì đó là bà chủ nhà đang đòi trả nợ tiền nhà. Hắn vẫn cố kỳ kèo ngày kia tôi nhất định sẽ trả rồi thầm chửi mụ già chết tiệt khi bà ấy đi. Franklin Pokin báo với bố con sẽ ra ngoài và có nấu sẵn đồ ăn ở nhà rồi. Ra ngoài đường gã bắt đầu có dấu hiệu cảnh giác việc bị bám đuôi nên khả năng là đang tìm chủ đề để viết ký sự lén chụp trộm bất cứ cảnh nào nhìn thấy trên đường phố để bịa đặt ra các bài viết nhưng chẳng được tấm nào ra hồn cả. Thấy ba đứa trẻ con đang chơi đùa một khẩu súng đồ chơi trong ngõ hẻm, Franklin Pokin liền cướp lấy nó ném tòm vào thùng rác rồi chụp cảnh bọn trẻ đang bới rác. Trong đầu thầm nghĩ ra tiêu đề do quá nghèo đói mà đám trẻ trên phố phải bới rác để tìm thức ăn thừa. Thậm chí khi chúng dọa sẽ báo cảnh sát mật hắn còn nạt lại, dọa thằng nhóc nhân tiện đả kích luôn đám phía Tây khiến Jury cay cú suýt thì không kiềm chế được. Sau đó Franklin Pokin trở về đến nhà thì được người bố già hỏi con đang không làm công việc nguy hiểm nào đâu nhỉ. Nếu hồi trước không cố chấp nói ra cái tư tưởng chính nghĩa khác lạ thì đã không bị đuổi việc khỏi tòa soạn rồi. Tuy nhiên đối với hắn việc mình muốn cái đất nước của cả nhà mình tốt đẹp lên có gì là sai chứ. Và lại để bảo vệ được cái cuộc sống tần tiện này vẫn cần đến tiền, nếu có tiền thì mẹ đã không bị như vậy rồi. Jury vẫn nghe kỹ câu chuyện ghi chép tỉ mỉ và suy đoán có lẽ động cơ của gã là vì gia đình cơ mà ngay lập tức cậu lại xé nát tờ đó đi vứt vào thùng rác. Sáng hôm sau lại tiếp tục theo dõi thì dù ở nhà hay những nơi đi tới Franklin Pokin đều không có hành động đáng ngờ nào như việc liên lạc hay tiếp xúc với bên mua bài cả. Như vậy suy ra nơi mà hắn thực hiện ý đồ đó chính là chỗ làm việc tức biêu cục. Gã ngỏ lời sẽ đem chuyển biêu phẩm đã qua kiểm duyệt hộ một anh đồng nghiệp vậy là đã né được kiểm duyệt, mục đích là để vào chỗ tối sẽ lén đưa lá thư của mình đi gửi. Và thế là ngay sáng hôm sau vừa mới ngó đầu ra cửa sổ nhìn Franklin Pokin tối sầm mặt mũi khi thấy cục bảo an. Cuối cùng hắn chỉ có thể giữ bình tĩnh mà xin lỗi bố con sẽ vắng nhà một thời gian. Trên tay Jury là tờ ký sự do đối phương viết, phía mua bài cũng vừa bị bắt rồi. Lý do cảnh sát mật cất công đứng đợi bên ngoài là bởi không muốn gia đình thấy bộ dạng thảm hại của người. Franklin Pokin vẫn không quên đá xéo một câu rằng ta kẻ chiến đấu với chính phủ và ngươi con chó của chính phủ, bên nào mới thảm hại hơn đây. Juri nói ta sẽ xin trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt cho bố ngươi. Ngay sau đó cậu được đích thân cục trưởng khen vì vừa lập công lớn, đồng thời cũng khuyên đừng căng thẳng công việc quá. Juri thì vẫn thấy mình rất ổn, cứ đà này sẽ sớm bắt được cả tên Twilight bảo vệ chị An đất nước. Tối muộn cậu ghé qua nhà chị do rồi lại tỏ ra khó chịu khi loi có mặt ở đây, mặc dù ổng là chủ nhà. Lý do Juri qua đây có lẽ vì thông qua sự việc vừa rồi cậu lại thấy nhớ gia đình nên tự dưng muốn gặp chị. Ania đọc được suy nghĩ cũng phải tới vỗ vỗ động viên. Do thì xoa đầu khen em làm việc vất vả để chị pha trà cho làm thằng em liên tiếp gọi nê san trong đầu. Tập phim hôm nay nói về một cuộc chiến khốc liệt của điệp viên Bon Man và tình cảm sâu đậm của anh với cô đặc vụ. Lái chiếc xe phi thẳng từ ổ mafia bay ra đường lớn chạy trốn khỏi sự giật đuổi của bọn tội phạm. Một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa khôn khéo như anh luôn bị tình yêu đeo bám. Mới tán được cô đồng nghiệp đặc vụ xong hôm sau lại tán luôn cô điệp viên phe đối địch chỉ bằng mấy câu ngầu lòi cũng đủ khiến hiệp ước hòa bình được ký kết và cô ấy bám dính lấy anh rồi tiếp đến vụ một người cha bị ám ảnh với việc phát minh ra bom hủy diệt sau khi ngăn ông ta lại bon man tán được luôn cô con gái lão cứ thế điệp viên bon man đi thả thính hết từ người xấu đến người tốt từ nạn nhân đến kẻ tội đồ thậm chí chủ nhà đến thông báo việc hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn phát ra từ phòng anh thì anh tán luôn cả cô cũng vì bắt cá nhiều tay quá mà cuối cùng các cô gái đã thoát được khỏi cám rỗ ngọt ngào tẩn cho bon man một trận Xem xong tập phim hôm nay Anya đã hiểu ra thế nào là chim chuột vậy là có thể nói chuyện được với Becky rồi. Loi thì méo hiểu thằng cha trong phim này phong thái quý ông cái nỗi nào. Ngoại chuyện, hôm nay được dẫn đi chơi Anya đòi cưỡi lên bạn gấu trắng, khiến Loi không thể hiểu thứ này có cái quần què gì mà bọn trẻ con lại mê thế. Có khi nó còn là thiết bị được chính phủ độc tài tạo ra để cướp đi cảm xúc biến người ta thành hình nhân vô cảm. Cơ mà vẫn buộc phải xòe tiền ra cho con bé cưỡi, Thánh vẫn chưa hiểu lắm chỉ có đi lên đi xuống thế kia thôi nhỏ vẫn mê đòi đi thêm lần nữa. Chuyển cảnh sau khi xem một chương trình TV Anya đòi đi biển, thế là được papa dẫn tới bể bơi làm cô bé thích thú lắm và do cũng vui thay con. Tuy nhiên Anya lại đọc được vô số suy nghĩ rằng lỡ tè ra bể bơi rồi kể từ đó ẻm không bao giờ đến bể bơi nữa. Sáng hôm nay tại ký túc xá Damian dậy sớm nhất từ tận một tiếng trước để học bài rồi, trong khi Anya thì ngược lại xe buýt đã đến sát đít mà còn chưa tỉnh ngủ và cái kết muộn học. Tập 4 Tương truyền rằng tại nhà ăn trong trường E có một người thợ làm bánh bí ẩn. Món đồ ngọt mà thi thoảng người đó mới làm ngoài hương vị thượng hạng thì còn đem lại trí thông minh siêu phàm. Một tin đồn lan truyền rằng học sinh nào được ăn nó sẽ trở thành học sinh hoàng gia. Becky đang rủ Anya cùng chơi một trò chơi ngôn tình giữa hai con cừu bông. Tuy nhiên con báo con tóc hồng chẳng biết cái miệng gì về tình cảm làm mất hết cả sự lãng mạn. Người ta đã bảo cứ giả vờ đó là chàng hoàng tử đi mà bé nó cứ nhất quyết nhưng đây là hai con cừu cái giống hệt nhau mà. Từ học kỳ hai trường sẽ chia lớp dựa theo học lực, đồng nghĩa với việc người có học lực khá như Becky sẽ không còn được chung lớp với người rốt đặc như Anya nữa. Bé nó liền xám xịt mặt lại vì sợ chỉ còn một mình, bất ngờ có cậu học sinh thông báo món tráng miệng được đồn đại đã xuất hiện ở nhà ăn số 2. Nó được thợ làm bánh huyền thoại từng là đầu bếp hoàng gia làm ra với cái tên vị ngọt của trí tuệ. Không chần chừ một giây Anya cùng Becky phóng vụt xuống nhà ăn bất chấp quy định cấm chạy trong hành lang. Vừa đến nơi đã thấy học sinh đứng đông nghịt và không chỉ có họ mà nhóm Damian cũng đang nhắm tới nó. Số bánh macaron đó chỉ còn duy nhất một đĩa khiến cả bọn càng hối hả hơn. Nhưng rất tiếc cho họ là George đã nhanh tay lụng nốt. Ngay lập tức Damian đòi cướp lấy trả nợ cho cái hộp bút hồi trước còn Becky thì là đòi nợ cho giọng hát hôm đó. Ania kiểu, phí chiếc lá, có tổng cộng 5 cái bánh George đành cho 4 người 4 cái. Tuy nhiên đếm đi đếm lại thì bọn ăn cướp online này có tận 5 người và thế là một cuộc chiến sống còn đã xảy ra trận đấu đầu tiên là trò bốc lá bài ai về bét sẽ nhịn ăn bánh. Ania lần đầu chơi trò này không biết luật nên Becky phải hướng dẫn là bốc làm sao để né được con Joker và ghép được đôi. Lượt đầu tiên Damian liếc mắt ra hiệu cho răng chuột dơ con Joker ra cho con bé tóc hồng bốc phải, nào ngờ nhỏ đần đến nỗi đọc vanh vách tất cả số lá bài mình đang cầm trên tay. Có được lá Joker Damian cố tình để nó lòi ra nhưng không ngờ Ania né lá đó thậm chí còn rút chúng đôi cứ thế cô bé là người hết bài đầu tiên làm cả bọn dám chắc có thủ đoạn chơi xấu chứ không thể bốc chúng liên hoàn được sợ bị lộ năng lực đọc suy nghĩ Anya đành xin chơi lại ván nữa và cố tình rút nhầm cho chắc ăn thế là đã rút phải lá joker lượt kế tiếp chỉ cần đẩy qua Damian là được tuy nhiên khi thấy cậu ta tay đặt hẳn vào lá bài khác nét mặt Anya xám xanh lại chạm vào đúng quân mình muốn thì lại tươi roi rói dựa vào phản ứng như vậy Damian có thể bốc chúng lá khác dễ dàng cứ thế lần lượt từng người hết bài chỉ còn mỗi hai đứa đánh với nhau Cậu con thứ tim đập thình thịch tiếp tục quan sát nét mặt cô bạn để giành chiến thắng. Nghĩ về việc không được ăn bánh trí tuệ sẽ phải học khác lớp Becky Ania buồn lắm, Damian đã thành công đoán được lá bài có thể hạ con nhỏ đó một cách dễ dàng. Nhưng đập vào mắt là cái nét mặt kia cậu sao mà đỡ nổi, cuối cùng con thứ đã chọn chạy theo con tim mà đánh mất trí tuệ. Mấy thằng bạn đều rất thắc mắc sao ngài ấy rút phải lá Joker, trong lúc gương mặt đang đỏ ngầu một phần vì tức giận một phần vì ấy. Bất ngờ Ania tiến lại gần mời bạn ăn chung với mình ngay lập tức đôi mắt của cậu bị gắn filter nhưng vẫn tỏ ra từ chối lạnh lùng vậy là bốn đứa bắt đầu ăn chiếc bánh macaron và có vẻ sức hiệu nghiệm đến rất nhanh với Ania toàn thân cô bé bừng lên một luồng sức mạnh hì hục cắm mặt vào học chăm chỉ ngày qua ngày và cái kết điểm vẫn thấp tịch khả năng Ania phải học khác lớp là rất cao loi cảm thấy tuy học lực cơ bản của con gái cũng đã cải thiện hơn tuy nhiên vẫn chưa đủ với bài kiểm tra của trường Ania cả ngày đang buồn bã mà vừa nghe tin Papa sẽ làm bít tết hamburger cô bé thay đổi thái độ hẳn Ngày hôm sau Loi đã được Frankie chuẩn bị cho ID giả sẵn cũng như một loại cỗ máy chiến đấu mới. Còn hỏi về dữ liệu hình ảnh của thành viên giáo hội mà lần trước anh có nhờ thì đã thất bại rồi. Bởi người buôn tin chuyên mảng đó đã bị xử lý, tuy nhiên kẻ ra tay không phải cục bảo an mà là Garden. Garden là tổ chức ám sát được đồn rằng đã tồn tại ở đất nước này từ thời xưa. Họ lần lượt thanh trừng từng kẻ bán nước theo lệnh của giới quyền lực ngầm trong chính phủ. Một binh sĩ của họ đủ sức hạ cả một trung đội. Tuy nhiên Loi hoàn toàn méo tin vào những lời nói nhảm của anh bạn nhân đây để bù đắp cho việc mình đã cày công tìm hiểu thông tin cho loi thì frankie muốn nhờ giúp một việc đó là cô nhân viên làm tại tiệm cà phê mà anh hay tới có một con mèo bị lạc cả tuần trời để mang lại nụ cười cho cô ấy và khiến mối quan hệ của anh với cổ tốt đẹp hơn chưa kịp nói hết câu loi đã biến mất hút làm thanh niên bực bội đã vậy tự đi tìm cho xong mùng thì nói tự đi tìm mà frankie ra bốt điện thoại gọi hết người này đến người khác nhờ trợ giúp sau một hồi nhờ vả tầm chục người cuối cùng cũng có người đã từng thấy nó đi lảng vảng ở con đường gần tòa thị chính. Frankie liền bắt tàu đến đó thì lại gặp được do ở đây. Nghe tin người bạn thân của chồng đang cần sự giúp đỡ cô lập tức bỏ luôn bữa chưa đi cùng anh. Frankie đã lắp đặt các máy nghe trộm hình mèo ở những nơi lũ mèo thường tụ tập, cộng thêm cảm biến sẽ phản ứng với âm thanh chiếc chuông trên cổ nó. Bất ngờ nghe thấy tiếng một con bị tấn công và chẳng bao lâu số mèo máy đó bị phá hủy hết, có lẽ chúng bị tấn công vì khác bầy. Kế hoạch thứ hai là thiết bị chim mồi dụ mèo nó sẽ phát tán mùi cỏ mèo, chẳng mấy chốc lũ mồm lèo quanh khắp khu vực bu kín đến không những thế còn nhảy lên đầu lên cổ hai người. Cuối cùng cũng tìm thấy con mèo đi lạc Frankie vội lôi món vũ khí câu mèo ra bắn tuy nhiên nó né rất tài. Vũ khí tiếp theo là máy ảnh phóng lưới anh cần phải tiến đến khoảng cách tầm 2 mét mới phóng lưới được, Frankie cố tiến lại gần thì nó lùi ra xa cuối cùng cay quá đuổi miệng luôn cho rồi không thể chịu được nữa thánh đem hẳn ra thứ vũ khí tối thượng đã mất 10 năm để làm nó có tác dụng gia tăng thể lực. Cơ mà sau khi bật công tắc cần đợi động cơ làm nóng mất 15 phút nên mày cứ đứng đó chờ tao, con mèo thì đâu có ngu lao một mạch ra đường lớn với rất nhiều xe cộ đi lại. Do ngay lập tức dùng tay không bẻ nát cỗ máy chiến đấu của Frankie, cô bật nhảy lấy đà và ném một phát chặn ngay giữa mặt con mèo. Chỉ chờ có thế đã lao sổ đến bắt dính lấy nó một cách dễ dàng. Tóc xù tuy mất đi cỗ máy đã chế tạo suốt 10 năm nhưng được cờ rút chú ý thì vẫn là cái giá quá rẻ. Đem đến tiệm trả thì quả nhiên cô nàng khóc sướt mướt biết ơn anh lắm. Cơ mà đen một cái là cô ấy đã có bạn trai rồi kể từ đó Frankie đã trở thành một sát boy do sau một ngày giúp đỡ người khác tâm trạng phấn khởi hẳn lên. Mấy cô đồng nghiệp còn tưởng do chuyện gia đình êm ấm mới vui đến thế, cơ mà lần đầu được mọi người coi mình như người bình thường cho mừng lắm. Mối quan hệ ngụy trang này quả thật suôn sẻ. Đột nhiên một người đồng nghiệp vào phòng gọi Jo vì có cuộc gọi đến số điện thoại chỉ dành riêng cho cô. Đầu dây bên kia nói khách đã vào tiệm rồi có vẻ lại là một nhiệm vụ mới dành cho công chúa gai. Tập 5. Hôm nay là lần đầu tiên khán giả được thấy nơi làm công việc thực sự của Jo với cái tên công chúa gai. Sau khi mở cánh cửa một căn phòng ập vào mắt là không gian một khu vườn tươi sáng với hoa lá xanh rờn, Jo rất thích ngắm khu vườn tuyệt đẹp mà người chủ tiệm ngày ngày chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Anh cũng muốn thế giới có thể tươi đẹp như vườn hoa này trong bất giác chủ tiệm đâm một nhát nhắm vào do bằng chiếc kéo cắt tỉa nhưng cô né được. Anh chỉ muốn thử lòng xem sau khi có gia đình tay nghề cô có suy giảm không nhưng có vẻ vẫn hoàn toàn ổn. Nhiệm vụ lần này của cô không phải tiễn bọn kẻ xấu ra đi mà là hộ tống. Gia tộc Gretcher là một thế lực lớn đã nhiều đời quản lý thế giới ngầm ở đất nước này một cách trật tự. Tuy nhiên mới đây do đấu đá nội bộ mà ông trùm và con trai đã bị giết hại, gia tộc Gretcher chỉ còn lại ôn ca cùng cậu con trai nhưng họ đang bị săn lùng bởi tên đã cướp đi tổ chức vì khoản tiền treo thưởng khổng lồ mà sát thủ chuyên nghiệp trong và ngoài nước đều nhắm tới họ. Nhiệm vụ của Jo là hộ tống mẹ con cô ấy an toàn tới sống lưu vong ở đất nước thứ ba. Để không bị cảnh sát biển phát giác chúng ta sẽ đi du thuyền bình thường ra ngoài lãnh hải, rồi mới lên thuyền của nước thứ ba ở điểm hẹn. Chủ tiệm từng mang ơn của ông trùng bị ám sát nên rất mong Jo có thể thực hiện tốt việc lần này. Còn về công việc ở tòa thị chính cũng như phải nói với gia đình chuyện mình vắng nhà nhiều ngày, thì chủ tiệm đã chuẩn bị kế hoạch song xuôi cả rồi. Đã lâu rồi mới được nhận việc cô có chút lo lắng nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức. Lên tàu về nhà thì lại tình cờ gặp Yuri vừa trên đường đi công tác về. Được mời qua nhà chị ăn cơm thằng bé sáng cả mắt cơ mà vẫn phải từ chối vì không ưa nhìn mặt cái tên Lotti đó. Do thì vẫn căn dặn em đủ điều từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên cậu không còn là trẻ con nữa đâu thể mãi làm nũng chị được. Vừa mới tỏ vẻ ngầu được mấy giây mà vừa xuống khỏi tàu thanh niên đã hét toáng lên chị hai xong còn chạy với theo lúc này do mới nhận ra em ấy đã có công việc đàng hoàng tự mưu sinh vậy thì mình cứ tiếp tục làm công việc sát thủ liệu có ý nghĩa gì không tại một trung tâm thương mại đang có sự kiện bốc thăm lớn được tổ chức nửa năm một lần giải nhất là cặp vé du lịch trên du thuyền hạng sang đang thịnh hành gần đây tình cờ Ania đi qua đó và cô bé đã quyết định sẽ có một chuyến phiêu lưu hoành tráng vì vậy quay ra xin Papa hãy cho Ania tiền để rút thăm khuôn mặt ẻm đang tràn đầy niềm tin thì đột nhiên nghe được suy nghĩ của thằng cha nhân viên mất dạy giải nhất đã được hắn cố tình dán lên góc phía trên cái hộp để không ai bốc được. Sau đó sẽ nhờ cô bạn gái đóng giả làm dân thường bốc thăm lụng ngay giải thưởng ấy, đã đến lượt bốc của Ania trong khi cô bạn gái hắn đứng ngay sau lưng. Phát này chỉ lỡ rút sai một cái là giải nhất coi như sẽ có chủ sở hữu luôn, và quả nhiên nhờ việc đọc suy nghĩ mà Ania đã bốc phát ăn ngay. Lập tức chạy về khoe với mama Ania rút chúng chuyến du lịch du thuyền vì khoe với papa ổng toàn đa nghi thôi. Loi muốn mời Jo đi cùng và cô con gái cũng phấn khích lắm vì chưa đi biển bao giờ. Tuy nhiên Bon phải ở nhà trong nhà. Mà trùng hợp thay chuyến công tác sắp tới Jo cũng đi con thuyền đó và ra khơi cùng ngày luôn. Ania nghe được suy nghĩ thật ra chẳng có chuyến công tác nào cả mà là công việc hộ tống một gia đình khỏi sát thủ. Jo khá lo ngại khi gia đình cũng đi chung sẽ rất khó để làm việc. Trong đầu cô bé liền hiện lên hai sự lựa chọn một là chịu khó nhịn đi chơi để không gây rắc rối cho mama hai là tung tăng trên biển. Và chốt lại bé nó chọn phương án thứ ba đó là vừa đi chơi vừa tiện tay giúp mama làm việc luôn. Thấy con gái nằng nặc đòi đi đến vậy loi cũng không còn cách nào khác hôm sau đành phải xin nghỉ làm mấy hôm. Ban đầu đã nghĩ đến cảnh Sylvia không cho đi đâu hết mà bắt phải làm việc tới chết. Nhưng nào ngờ cô ấy lại đồng ý rất dễ dàng. Thì ra do tổng bộ vừa mới nhắc nhở không được bóc lột sức lao động nên Sylvia mới tạm dễ tính cho một hôm. Trên tàu hỏa Ania liên tục hát bài ca đi tơi được đi tơi. Trong đầu do thầm nghĩ nếu không có việc hộ tống thì cả gia đình đã có thể tận hưởng chuyến du lịch rồi. Nhưng cô lập tức phải tự vấn lương tâm không được phép coi thấp nhiệm vụ và đã bắt đầu nghĩ tới việc nếu đây là nhiệm vụ cuối cùng của công chúa gai. Cuối cùng cũng đã đến cảng Ania vô cùng hào hứng trước chiếc du thuyền thượng hạng siêu to khổng lồ, sự phấn khích tăng gấp 100 lần. Do tạm thời chia tay hai bố con để đi hội họp với đồng nghiệp, không lâu sau đó chuyến tàu đã bắt đầu di chuyển với rất nhiều kẻ có thể coi là khá nguy hiểm. Nào là bể bơi dạp xiếc rồi cả trung tâm trò chơi thứ gì cũng thu hút Ania hết. Cô bé đang vô cùng phấn khích chờ đợi căn phòng đầy đủ tiện nghi mà mình sẽ được ở. Nhưng cánh cửa mở ra cũng là lúc sự hào hứng của lùn vì nó không khác gì cái nhà tù. Dù sao được đi du lịch miễn phí nên ở phòng hạng 3 cũng là hợp lý rồi. Cơ mà lần đầu được nằm trên giường tầng thì Ania lại vui sướng được ngay. Miệng còn lẩm bẩm chê Mama ăn mảnh xấu tính vì dám ở phòng hạng nhất do đã hội ngộ với các đồng nghiệp và gặp gỡ hai mẹ con mà mình cần hộ tống cùng với một đàn em của cô ấy cô khá thắc mắc tại sao người tên ôn ca này lại khác hoàn toàn so với ảnh có lẽ đã đổi khuôn mặt để chạy trốn gray thì lại thầm nghĩ vệ sĩ gì mà gầy thế này liệu có bảo vệ nổi chị ấy không ngoài do và ông trưởng ban ra thì hai đồng nghiệp còn lại chỉ là người bình thường không biết về nhiệm vụ mật họ mời ngài gray cùng đi ngắm nghía quanh trung tâm mua sắm trên thuyền Ông ca muốn ở lại chăm con nên được giao cho Jo ở lại trong khiến Gray giật thót tim vì chỉ một hộ vệ liệu có ổn không. Ông trưởng ban chỉ nhắn nhủ một câu rằng cô ấy rất mạnh. Tuy đường xâm nhập và đường chạy thoát đã có người kiểm tra từ trước nhưng Jo vẫn phải tận mắt xem lại cho yên tâm bởi hắn đã thuê rất nhiều sát thủ săn lùng. Em bé vừa mới tỉnh ngủ đã vội quay lên miệng gọi mama. Thật kỳ lạ khi dù cho khuôn mặt thay đổi cậu nhóc vẫn nhận ra mẹ. Có lẽ do mùi hương hoặc giọng nói, tuy không còn được khen là con giống mẹ nữa có hơi buồn nhưng giờ việc đó cũng chẳng quan trọng cả chồng lẫn cha mẹ và anh em của ôn ca đều đã bị giết hại giờ chẳng còn lại gì ngoài thằng bé này giờ đây cô chẳng cần tài sản hay băng đảng gì hết chỉ muốn có một cuộc sống yên bình từ khi xung đột hai mẹ con luôn phải sống trong cảnh tù túng nên lúc này muốn được thoải mái đôi chút ôn ca cầu xin cô cho phép mẹ con tôi ra hít thở không khí trong lành vì chúng vẫn chưa biết khuôn mặt mới của tôi cuối cùng do cũng không nỡ từ chối đành chấp thuận cho đi cơ mà còn một vấn đề nữa đó là gia đình của cô ania chạy loanh quanh tàu xong kêu papa nếu không thám hiểm nhanh lên tàu sẽ chìm mất con bé này nói gở quá làm ông bố quê cái mặt giữa đám đông người cơ mà con tàu này quá to cộng thêm rất nhiều người nổi tiếng nên loi cũng không khỏi cảnh giác nếu có khủng bố tấn công anh định sẽ kiểm tra cấu trúc con thuyền lẫn nắm rõ hành động và lịch trình của từng người bị ania mắng papa không tận hưởng tí nào anh mới sực nhận ra mình lại lỡ theo thói quen rồi sau khi biết gia đình của Jo đang ở phòng hạng ba ôn ca trấn an rằng ta chỉ việc không đến khu vực chung thì sẽ không gặp phải họ đâu. Và lại cô cũng đừng bận tâm quá thế dù sao đó chỉ là gia đình ngụy trang thôi. Nghe đến đây Jo có chút ngập ngừng tự hỏi có đúng là vậy không? Cơ mà cứ đứng một chỗ hoài em bé lại sắp gào lên khóc nên phải đi ra ngoài luôn. Ôn ca đưa cho Jo một bộ quần áo nghỉ mát làm cô nàng khá xấu hổ. Một phần là để tận hưởng chuyến đi chơi, một phần là để gia đình cô không nhận ra nếu có nhìn thấy từ xa lâu lắm mới được cảm nhận những làn gió tự nhiên hai mẹ con ôn ca thấy rất thoải mái, cho đến khi cậu con trai hát xì vì lạnh lại được mẹ bế vào phòng. Nghĩ về hoàn cảnh của hai người do tỏ rõ sự quyết tâm sẽ nghiêm túc hoàn thành tốt công việc. Thằng nhóc cũng học theo giơ tay nói cố gắng cố gắng, đến lúc này ôn ca mới tiết lộ cho cô biết về tên cậu con trai của mình là Gam cùng tên với cha cô. Do được cho phép bế cậu nhóc thì sẽ cố gắng hết sức không làm gãy xương bé nó. Nhưng có một điều hai người đâu biết rằng dưới chiếc ghế vừa nằm đã bị gắn thiết bị nghe lén. Và thật ra không chỉ chỗ đó mà trên khắp con tàu thiết bị nghe lén được gắn ở vô cùng nhiều nơi, tại một căn phòng nào đó có một kẻ đang nghe ngóng thông tin từ khắp các máy nghe lén. Cuối cùng tin tức mà hắn mong chờ nhất đã đến đó chính là câu nói con trai tôi tên Gam cùng tên với bố tôi. Nghe thêm một chút nữa gã đã tìm ra cái tên giả của người mẹ và mò được họ đang ở phòng nào. Tập 6. Một bé đồng nghiệp đang rất ghen tị với chị do khi được đi thiết đãi trên du thuyền hạng sang, bởi người được tiếp đón có dẫn theo trẻ nhỏ nên điều kiện là người thiết đãi cũng phải có con và lại do còn là đồng hương của người ta nữa nên được chọn đi là chắc rồi. Đồ ăn trên du thuyền đều do các đầu bếp của khách sạn 5 sao làm nên vô cùng ngon, mỗi tội vì căng thẳng quá mà Gray và do không cảm nhận được vị gì. Cô liền bị trường ban đạp cho cái vào chân để giữ bình tĩnh vì ở chỗ đông đúc như này bọn chúng không dám tấn công đâu. Và lại khách hạng ba như hai bố con loi sẽ không được vào ăn trong nhà hàng này. Quay trở về phòng kiểm tra thì không có dấu hiệu đột nhập tuy nhiên còn tận 30 tiếng nữa mới tới đích nên không được lơ là. Do còn ăn ủi ôn ca một khi đã tới nơi an toàn thì hãy cho cháu bé vui chơi thỏa thích bên ngoài. Ôn ca nhận xét trong cô đúng là không hề giống người của thế giới ngầm. Sau khi tôi đã lên đất liền an toàn thì cô có đi gặp gia đình không nhưng do nào dám nghĩ về chuyện khác ngoài công việc. Ôn ca nói tiếp tới ngày thứ ba con thuyền sẽ cập bến tại một hòn đảo nghỉ dưỡng. Rất mong gia đình cô có thể tận hưởng những giờ phút riêng tư. Trong khi đó Ania miệng đang nhai nhồm nhòm món buffet. Thấy papa cứ mãi nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh cô bé thắc mắc papa thấy buồn khi không có mama sao, làm anh đỏ mặt phủ nhận ngay. Trưởng ban cùng hai người đồng nghiệp bù nhìn đang tiếp tục đi dạo cùng ngài Gray sau khi ăn no nê. Nhưng mức độ cảnh giác của ông là quá cao chỉ vừa nhận ra có ánh mắt theo dõi lập tức xin phép sẽ theo mọi người sau. Ông quay lại thì quả nhiên cái tên kia bám sát theo Gray. Vào tới góc hẻm hắn núp sang một bên mà không nhận ra sự hiện diện của trưởng ban ngay sau lưng tốc độ rút dao không kịp so với tốc độ bị ông bẻ gãy xương cánh tay và áp chế vào tường. Trưởng ban đưa ra những câu hỏi chỉ được phép trả lời đúng hay sai trong vòng 2 giây nếu không sẽ bị bẻ nốt chân. Đại loại là hắn không có đồng bọn gì hết và cũng chẳng biết tổng cộng bao nhiêu sát thủ đã lên thuyền, mỗi người đều tự ý hành động ai nhanh tay người đó được. Và ngoài ra thông tin quan trọng nhất đó là số phòng cũng như tên giả của Onka đã bị lộ với kẻ buôn tin, hắn đã bán cho tất cả sát thủ biết. Mọi thông tin xong ông liền trừ khử gã rồi phi tang xuống đáy biển, và vội vã đến lôi gray đi ngay với lý do ngài ấy đang buồn đi vệ sinh gấp để qua mắt các đồng nghiệp trưởng ban thuật lại toàn bộ sự việc vừa rồi cho anh biết rồi làm một vẻ mặt dữ tợn vì mình đã chủ quan do cùng ôn ca đang ngồi trong phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa thì cô đoán chắc là trưởng ban cảnh giác tới ngó qua khe nhỏ trên cửa thì thấy một anh nhân viên phục vụ tuy nhiên ôn ca đâu có gọi trong chớp mắt do vội đẩy hai mẹ con phi lên giường né đòn ngay khi nghe thấy tiếng nạp đạn súng giảm thanh cánh cửa thủng lỗ chỗ và em bé thì khóc ré lên Hắn áp sát vào cánh cửa đang định mở thì đột nhiên bị hai cái phi tiêu găm vào tay. Do ông trưởng ban đã lấy phi tiêu trong khu trò chơi của quầy rượu, tên sát thủ chĩa súng về phía hai người. Nhưng chưa kịp bóp cò đã bị do từ trong phòng cắm cho một cây cài tóc xuyên cánh cửa đâm lủng đầu tại chỗ. Trưởng ban giao cho do lập tức dẫn ba người họ qua phòng chống bên khoang hạng hai ẩn náu, còn ông sẽ ở lại dọn xác sau đó hội ngộ cùng mọi người sau. Lấy cớ là vợ chồng mình cãi nhau lỡ làm hỏng cánh cửa ông gọi điện cho lễ tân xin đổi qua phòng khác tên buôn tin đã mất liên lạc với gã sát thủ vừa rồi nhưng hắn nghe lén được có ít nhất ba giọng nói không tính đứa trẻ con truyền đạt điều đó cho tất cả các sát thủ đang tập trung tại cùng một chỗ nếu hộ vệ của mẹ con nhà đó là người của garden thì không dễ sơ chút nào nên các sát thủ chọn phương án hợp tác với nhau cùng quy định không được tấn công đồng bọn và tiền thưởng phải chia đều một gã nói cứ giết sạch mấy ả à đàn bà dắt theo con nhỏ trên chuyến đi này cho xong lập tức bị đâm cho một nhát vào cổ vì như thế khác nào đánh đồng sát thủ với lũ quỷ giết người sát thủ phải làm ăn dựa trên lòng tin và lại trên thuyền còn có nhiều băng đảng là khách quen, không thể giết nhầm một cách vô nghĩa được. Phe này có vẻ gã buôn tin đang ẩn náu trong căn phòng tối om là kẻ có lời nhất khi nhận được không ít tiền từ đám sát thủ. Vì sảnh số 2 đang tổ chức vũ hội mặt nạ nên do cho mọi người cùng ngụy trang và tuyệt đối đi thẳng không được quay đầu lại. Bởi suốt từ lúc ra khỏi phòng chúng ta đang bị đeo bám và cần phải tìm cách cắt đuôi hàn sớm. Tên theo dõi báo với đồng đội con mồi đang đi về đuôi thuyền có lẽ là sảnh số 2, cuối cùng cũng đến nơi nhưng do chợt nhận ra mùi sắc khí nồng nặc. Nếu dám làm loạn giữa nơi đông đúc người như này e rằng du thuyền sẽ bị hủy lịch trình tới điểm hẹn. Cô giật phăng chiếc cúc áo của Gray và cố xử lý thật nhẹ nhàng không phải giết chóc. Tên sát thủ với cây kim tẩm độc gắn trên ngón tay chuẩn bị đi lướt qua rồi đâm nhẹ một cái hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên do đánh hơi cực kỳ nhanh thấy kẻ có hành vi bất thường lập tức bắn cho cái cúc áo vào đầu khiến hắn bất tỉnh. Nhân viên chỉ nghĩ vị khách uống nhiều quá say mềm thôi một tên chuyên báo tin khác ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi tiếp tục thông báo cho đồng đội bên trong sảnh khi thấy con mồi tiến vào. Lợi dụng góc chết giữa nơi đông đúc người đang khiêu vũ, hắn tính tiếp cận thì do kịp thời phản ứng, giả vờ như anh ta đang mời mình nhảy cô bóp chặt hai bàn tay khiến gã khá đau cứ thế bị đẩy đi, cuối cùng bóp nát hai cánh tay rồi đánh cho một phát vào cổ xỉu luôn xuống ghế. Tiếp tục đi hết đường tản bộ sẽ đến khu hạng 2, trong khi đó Ania đang đòi papa mua cho móc chìa khóa bộ xương tại khu mua sắm. Ông từ chối thì con bé gào lên ăn vạ con muốn con muốn nhưng loi đếch nghe và dường như anh đã nhận ra máy nghe lén được cài ở khắp nơi. Đoán chắc là cục bảo an trà trộn vào để kiểm tra giới cầm quyền nên mình tuyệt đối không dính dáng. Thấy hai bà nội trợ khen con bé nhà mình cưng mà nói lại còn bảo anh cứ mua cho cháu nó đi. Không thể để cục bảo an đang nghe lén nghi ngờ mình được nên loi bắt đầu đấu tranh tư tưởng có nên mua không. Bất chợt Anya nghe thấy suy nghĩ có kẻ đang muốn giết hai mẹ con nào đó để đoạt một số tiền thưởng lớn hắn là xích lưỡi hái ba na bi định cứ thế gặt mạng con mồi cướp công luôn mà không làm theo quy định của hội sát thủ ania ngó ra đọc suy nghĩ tiếp thì biết được hắn định nhắm vào hộ vệ là mama nhà mình trong đầu tưởng tượng ra cảnh mama trừ khử hắn thế là bị lộ với papa và kể từ đó họ chia tay vứt cả ania luôn loi thì đã quyết định mua cho con gái chiếc móc khóa xương coi như kỷ niệm đi du thuyền của hai cha con tuy nhiên giờ bé nó đếch quan tâm tới thứ ấy nữa mà yêu cầu cấm được lại đây Đứa con thì sợ papa rời khỏi cửa hàng sẽ thấy mama nhưng ông bố lại tưởng con gái đã dỗi mình mới không muốn lại gần. Chỉ vì từ chối mua cái bộ xương khớp đó mà con bé tổn thương đến vậy sao? Tôi bắt đầu thấy thanh niên này bị overthinking anh em ạ à từ một chuyện mà suy ra đủ loại chuyện. Ania chỉ biết trách papa lúc nào cũng đoán chật lất. Thấy cô nhân viên đang giới thiệu món đồ đôi cho hai cha con mà loi còn tính từ chối vì đang bận lo cho tinh thần con gái. Cô bé phải trách Papa hoàn toàn không có chút sự phấn khích gì cứ vậy Anya cũng sẽ trở nên khô héo theo. Muốn Anya vui hơn thì Papa phải hết mình thể hiện sự phấn khích. Vị điệp viên mang cả nghỉ khuôn mặt vừa được một đứa bé thông não cho đã quyết định trở thành một người cha vui vẻ tận hưởng. Thế là kế hoạch dụ loi đi thay tất cả các bộ đồ trong cửa hàng đã thành công giờ thì bé nó mới chạy đi cứu Mama. Cơ mà lạ thay tại sao họ lại đi ngang qua nhau không hề manh động. Vừa mới nghĩ dứt lời tên sát thủ đã vung lưỡi xích thì do cũng phản ứng kịp kéo đầu hai mẹ con cúi xuống. Gã Banabi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng thực ra do cũng vừa giật mình vì ngay trước khi ra tay mới cảm nhận được sát khí của hắn, tên khốn này cực kỳ mạnh. Tập 7, Banabi tiếp tục ném lưỡi xích về phía Do thì cô gạt được nó sang một bên và dục hai người kia mau chóng ẩn nấp. Do chưa từng được thấy thứ vũ khí này bao giờ thế nên rất khó để vừa đối phó vừa bảo vệ người. Cô lao tới tuy nhiên đối phương không cho phép Do tiến vào tầm đánh bằng kỹ năng xài vũ khí tuyệt đỉnh của hắn. Trận đấu chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý tình hình này vô cùng không ổn. Thế éo nào con bé Anya từ đâu chui ra vỗ tay khen chị diễn viên siếc tài quá. Do vừa mới như chết đứng tim, nhưng thấy mọi người xung quanh lại tin đây là màn biểu diễn của du thuyền hạng sang thật thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng con gái không nhận ra mình, trên đường không có vật cản đám đông thì đang theo dõi cộng thêm nhóm của ôn ca lại đang đằng sau nên quá khó cho do tiếp cận nổi. Cơ mà không phải vậy do nhận ra là đôi chân mình đang nặng chĩu và ngần ngại xông vào mới đúng. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ chịu bị thương để bắt lấy xích rồi kéo ngã hắn nhưng vẫn không được quên làm mấy động tác nhào lộn để khỏi bị nghi ngờ nên quá khó. Banabi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đám đông phiền phức không lẽ cứ quật xích xử gọn hết đám này. Tuy nhiên chỉ với vài giây bất cẩn hắn đã để lộ sơ hở cho Jo có cơ hội áp sát vào tầm đánh. Cô đâm thật mạnh cây châm ghim được nửa cái xích xuống sàn rồi nhảy ra sau bắt được đầu quả tạ, đầu lưỡi hái còn lại của cái xích cũng nhanh chóng bị đánh rớt xuống đất. Giờ chỉ việc phi lên không xoay mấy vòng cho dây xích trói chặt đối phương lại và cuối cùng ném các cây kim thật mạnh, khiến tay sát thủ lịm đi tại chỗ mà không gây chút nghi ngờ nào cho quan khách. Họ chỉ biết vỗ tay gieo hò buổi biểu diễn ngoạn mục, Ania chứng kiến xong thì chắc từ nay phải nghe lời ma ma hơn không ăn xiên mất. Bất chợt đọc được suy nghĩ papa đã chọn đồ xong cô bé vội quay lại cửa hàng ngay. Loi vừa sắm được một bộ đồ mang đậm chất tận hưởng tuy nhiên bị con bé phán một câu trông rõ nhà quê cụt hết cả hứng, căn phòng cũ của Onka đã được nhân viên sửa chữa xong. Một tay sát thủ lén lút phá khóa tiến vào trong, hắn hít một hơi thật sâu thì đoán được rất chi tiết tên của loại nước hoa còn biết cô ta đã thay đổi loại khác với hồi còn sống trong biệt thự ít nhất có một người đàn ông và hai phụ nữ từng ở căn phòng này gã liền gọi điện hỏi thêm tin tức từ tay buôn tin cũng như các sát thủ khác phía bên này hai gã sát thủ đầu không có tóc đang chê bai tên buôn tin chẳng có tác dụng gì đã vậy khi xuống thuyền sẽ thu hồi hết chi phí đã bỏ ra từ hắn nhưng dường như chúng quên mất một điều rằng máy nghe lén được kẻ buôn tin gắn ở khắp mọi nơi nên cuộc trò chuyện đã bị nghe thấy trong khi đó Ania đang không một phút nào được nghỉ ngơi vì bận lo cho mẹ do. Mỗi tội mới đi được vài bước bé nó đã ngủ đứng luôn rồi lại phải để papa bế về phòng. May là còn nhiều cái pa chưa thèm nói đâu đấy nhá. Sau khi do kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng mới dọn tới đủ đảm bảo an toàn thì mọi người mới có thể ở lại đây được. Cậu em bé nãy giờ cứ khóc nức nở, còn lần này là đến lượt thanh niên Gray phát hoảng vì đối mặt với toàn bọn sát thủ hung tợn ai mà bình tĩnh cho nổi. Cuối cùng bị cả đại tỷ lẫn cậu chủ mắng cho mới chịu thôi. Ôn ca thắc mắc tại sao cậu phải liều mạng và nguy hiểm đi theo cô trong khi có thể gia nhập tổ chức mới. Không hiểu sao tự dưng thanh niên đỏ bừng mặt lắp bắp gì đó vì chị đấy, ngoài ra còn là vì ân huệ của ông trùng vào cái thời hậu chiến chẳng có gì để ăn. Nhờ vào khu chợ đen được băng đảng mở thì Gray mới không phải bỏ xác ven đường, hồi đó chính tay chị Ôn ca đã lén lút giấu mọi người đem cho cậu một chiếc bánh mì. Gray sẽ không bao giờ quên đi mùi vị của chiếc bánh đó, còn tỏ ra mạnh mẽ an ủi đại tỷ cứ tin vào em em sẽ đánh như đòn đứa nào dám làm hại chị. Mới nói dứt lời mà có tiếng gõ cửa thanh niên giật mình như cầy sấy, cũng may đó chỉ là trưởng ban. Ông giao cho do nhiệm vụ canh cửa cả đêm cho ba người kia ngủ, còn ông sẽ vừa đi tuần tra vừa cố săn giết được bao nhiêu tên thì giết. Đồng thời nhắc cô không được phép lơ là mà quên đi các ám hiệu riêng của chúng ta, có vẻ như nhiệm vụ hôm nay do đã thực hiện khá chỉnh mảng nên bị lường bằng nửa con mắt. Cô đành quay ra nhắc hai chị em kia đi ngủ thì cứ sỏ sẵn cả giày vào để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cứ thế vài tiếng đồng hồ trôi qua chỉ còn công chúa gai và người mẹ bất hạnh là tỉnh táo. Do có chút buồn vì cả ngày chẳng thể liên lạc được với cha con anh loi mà trong đầu cứ nghĩ về họ. Ban nãy đôi chân nặng chịu vì cô sợ bị thương sẽ khiến họ nghi ngờ và đuổi mình ra khỏi nhà. Phải tự dặn lòng đó chỉ là một gia đình giả tạo thôi. Trở về một chút phía đất liền mới sáng ra Frankie đã phải dắt chó đi dạo hộ cái nhà kia nên rất quạo bất ngờ một cô gái đi ngang qua bắt chuyện khen chú cún xinh xắn quá. Mới được gái nói chuyện có vài câu mà Thánh đã muốn đem con chó này về nuôi luôn rồi, đường đường là một nhân viên choi lai nhân viên tình báo của Westalis, loi luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống, thế nhưng trên đời này vẫn còn quá nhiều thứ anh chưa biết đó là tâm lý của cô con gái. Vẫn tiếp diễn theo kế hoạch ông trưởng ban sẽ báo với những người đồng nghiệp rằng hai vợ chồng nhà kia mới cãi nhau do Gray bị một vị khách chơi xấu nhét chu bin vào túi quần. Nên hôm nay hai cậu không cần tiếp đãi họ nữa, bé Ania nhà ta thì đang tung tăng hát bài ca đi phiêu lưu cực kỳ cụ tè. Loi cố gắng phân tích thật kỹ những cảm xúc của tác giả được bộc lộ trong từng lời bài hát để hiểu cô con gái hơn. Ania thì chỉ muốn sớm cắt đuôi được papa rồi đi giúp đỡ mama, nên cô bé dụ ông bố vào chơi gôn để trong lúc Loi đang tập trung sẽ chuồn đi. Nào ngờ papa chơi giỏi quá phát nào cũng đúng một gậy là vào lỗ chớp mắt cái đã xong, tiếp theo đến lượt cô bé mà cứ đánh trượt một cái lại cay cú lên muốn đánh lại. Rốt cuộc em nó quên luôn mục đích hiện tại và chút hết cơn giận sau những trận thua lên miếng thịt bít tết của bữa trưa. Kế hoạch thứ hai là dụ papa vào thư viện vì ổng rất thích tri thức chắc chắn sẽ bị lôi cuốn. Cơ mà trong này lại toàn sách loi đọc rồi và Anya mới là đứa không dứt nổi mấy quyển manga. Đành đổi sang kế hoạch giả ngây giả ngô nhờ papa giúp đỡ chơi trò xếp hình mỗi tội ổng 2 phút là xếp xong. Cứ thế cho đến tận bữa tối Anya vẫn không tài nào cắt đuôi loi nổi thậm chí còn lỡ tận hưởng cả ngày trời. Anh nhà thì đang sốc vì tự dưng bị cô con gái lườm sau khi tung tăng vui vẻ đến vậy. Đọc được suy nghĩ Anya cũng đã nhận ra mình lỡ khiến papa bị over thinking kinh nên nói con không sao hết. Mỗi tội không có mama khiến Anya hơi buồn. Anya muốn được ở cùng cả papa và mama cơ. Ý của cô bé là ba có thể thả cho con đi cứu mẹ được không nhưng loi lại tưởng con gái đang thấy cô đơn. Anh an ủi lát sẽ nhờ lễ tân chuyển lời hẹn do ngày mai đi chơi với nhau nếu được. Mà sự kiện chính của tối nay là bắn pháo hoa trên thuyền biết đâu mẹ con cũng đang ở đó. Trong khi đó trưởng ban đang gọi điện cho Jo và dùng ám hiệu nói rằng thuyền đi tị nạn đã được chuẩn bị xong xuôi. Họ cần rời khỏi phòng đến địa điểm khác ngay và chờ đúng 4 tiếng nữa sẽ có đường tàu thoát. Tuy nhiên tay bán tin cực kỳ nhanh nhạy đã nắm bắt được đoạn mã hóa vừa rồi và suy luận đó là ám hiệu riêng. Hắn thông báo cho tất cả sát thủ phục kích sẵn ở sân khấu số 3. Tập 8 Khách hứa đều đã tập trung tấp nập để thưởng thức tiết mục pháo hoa trong lúc ngắm cảnh biển tuyệt đẹp do đang dẫn mọi người tới nhà kho số 3 nơi bảo quản các xuồng phao. Xuồng phao sẽ được hạ xuống qua lối thoát hiểm ở bong số 2 và thuyền đã hẹn trước sẽ đến đón ba người tới đất liền. Giật mình thoát tim khi thấy hai anh đồng nghiệp đi ngang qua mấy người vội úp mặt vào tường tí thì lộ, cũng may đã cải trang nên đỡ phần nào. Tên sát thủ đột nhập vào phòng ban nãy bất chợt ngửi thấy hai mùi nước hoa phảng phất đúng loại đó, dựa theo miêu tả về nhóm các con mùi thì không sai vào đâu được thấy có hai bố con đang cõng nhau xem pháo hoa ania liền nói con thích pháo hoa lắm nhưng không xem được thế là được ba pa loi cõng lên đầu ngay cô bé thử đọc suy nghĩ quanh đây nhưng quá nhiều tiếng ồn ào không thể tìm ra ma ma do ở đâu được đang trên đường xuống nhà kho do nhận ra có vài kẻ giả vờ đứng nói chuyện thì đoán ngay chúng là sát thủ nhưng không chỉ một hai tên mà rất đông chúng đã chặn hết mọi tuyến đường hướng về phía mũi thuyền trước mắt đành lên bong tàu đã cô đã được trưởng ban đưa cho chìa khóa mở lối đi dành riêng cho thuyền viên cả bốn người di chuyển nhẹ nhàng hết sức mà vừa mở được cánh cửa ra đùng một cái ánh sáng trắng lóe bừng lên hóa ra chỉ là pháo hoa làm hết hồn em bé giật mình đến nỗi khóc ré cả lên trong khi ania lại đang cùng papa tận hưởng tranh thủ lúc đang ồn ào ba người cùng cậu nhóc di chuyển vội được do bế nhảy phát một cái lên trên nóc thuyền làm em bé khoái chí cười tít mắt tít phía trên cao này đang có một tên xạ thủ nhắm bắn phát đạn của hắn khiến máu tóe ra tuy nhiên chỉ là sượt qua cánh tay do vì cô phản ứng kịp thậm chí cô còn phi được cực chuẩn xác cây châm lên phía này cơ mà tên sát thủ cũng né được. Lần này lại đến một tên khác phóng kunai và kỹ thuật của gã cũng thật sự tinh vi chặn được cả đòn phản công của do mỗi tội cây kunai còn không cứng bằng bàn tay cô đã bị vỡ vụn. Ngay khi đã cô lập được con mồi hàng tá sát thủ ẩn nấp xung quanh mới lộ mặt ra chúng che giấu sự hiện diện cực tốt. Toàn là bọn có ngón nghề đứa nào đứa nấy đều thủ sẵn trên tay món vũ khí của riêng mình. Tên xạ thủ bên trên tiếp tục nhắm vào do cơ mà trong chớp mắt gã đã bị một người nào đó vặt đầu cứ thế lần lượt từng tay sát thủ dưới này ngã quỵ vì một khi súng đã vào tay ông trưởng ban thì lợi thế nghiêng hẳn về phe mình ông bắn pha khóa cánh cổng hầm để do dẫn mọi người xuống đó lánh nạn một tên phi dao thì bị cô đánh bay nó đi tuy nhiên lại không thể né được sợi dây trói chân từ một nữ sát thủ khác ba người kia tưởng chừng đã xuống hầm thành công nhưng ngờ đâu ở góc chết lại còn một kẻ cầm súng ló mặt ra hắn bắn ba phát đạn thì gray lao ra đỡ cả ba hộ trị đại rồi cùng nhau rơi xuống hầm mà vẫn kịp đóng cửa hầm lại Hóa ra ông anh có mặc áo chống đạn rồi tuy nhiên vẫn đau khủng khiếp. Chỉ chờ có thế do dùng lực chân cướp luôn sợi dây thừng rồi lợi dụng nó đánh gục tên cầm súng. Cô còn đá một cái thùng to nặng chèn lên trên cửa hầm để tạm thời không kẻ nào đột nhập được. Gã đứng trên cao tay đang lăm le quả lựu đạn định thảy xuống. Trong đúng một tích tắc do phi lên cực nhanh sút hắn bay nảy như quả bóng rơi thẳng xuống biển. Lần này là đến lượt ba tên cùng xông vào một lúc tuy nhiên kỹ thuật điều luyện của cô có thể né đòn rất mượt và đáp trả phát nào chết người phát đấy do còn lấy xác một thằng dơ lên đỡ đạn hộ mình. Ông trưởng ban thì vẫn tiếp tục tỉa bất cứ kẻ nào dám ló người ra khỏi tường, nóc tàu đều đã bẩn hết cần phải dọn dẹp dấu vết thật nhanh trước khi có ai phát hiện ra. Do đang đấu tay đôi với một kiếm sĩ cơ mà kỹ thuật của hắn quá tài ba đã dễ dàng đánh bay được cây châm của cô. Nhưng đừng quên tay còn lại của Do vẫn còn một chiếc khác cô đâm cho hắn hai nhát khiến máu phụt ra như mưa. Ông trưởng ban cũng chẳng cần bắn tỉa nữa mà nhảy xuống ném xác xuống biển và lau vết máu dần, Đến tận giây phút này cái tên của tổ chức mới được tiết lộ đó là Garden. Ngờ đâu cái tổ chức ám sát trong truyền thuyết mà Lôi không tin là có thật lại tồn tại và vợ anh là một thành viên của Garden, màu của pháo hoa hòa lẫn vào màu máu tươi đỏ rực. Tiếng nổ đùng đùng thì lấn át hết những tiếng bom đạn đao kiếm, trong khi đó mấy anh đồng nghiệp đang chơi tài xỉu dưới sòng casino. Đối phương với đủ các loại vũ khí nào là móng vuốt khói độc mức độ cao hay thậm chí cả súng bắn điện. Rồi còn nữ sát thủ bậc thầy dây thép xinh đẹp tất cả cứ lần lượt bị hai ông cháu tiễn lên đường hết bằng những kỹ thuật cao siêu. Bữa tiệc đã đến lúc kết thúc cũng là khi đám sát thủ bị giết sạch chỉ còn lại ba gã đứng im một chỗ không giao chiến, vì chúng muốn còn càng ít thì tiền thưởng chia đều sẽ càng được nhiều, do khuyên anh hãy quay đầu là bờ để không phải đổ máu vô ích nữa nhưng nét mặt của ông trưởng ban lại không cho là vậy. Nếu thả chúng đi thì chắc chắn một ngày sẽ gây hại cho tổ quốc nói rồi rút súng ra, nhưng nhìn mặt hắn có chút gì là sợ không bởi từ đằng sau một kẻ bất ngờ xuất hiện vung kiếm chém một nhát trưởng ban bị sượt qua mặt ông liền rút súng từ dưới lên nhưng đối thủ lại nhanh tay hơn dùng bao kiếm đập cho một nhát đánh văng xa trưởng ban một đoạn gục tại chỗ tiếp theo đến lượt do cô cũng bị đánh bay mất vũ khí vì lực của hắn quá mạnh gã tiếp cận vung kiếm chém thì do đỡ bằng chân nhưng lại bị đánh thêm một phát nữa phải lùi lại lại là cảm giác nặng trĩu của đôi chân nhớ lại trưởng ban từng nói trong trường hợp cô bị thương hay mất mạng thì ông sẽ nhắn nhủ tới gia đình forger rằng cô phải chuyển công tác gấp hộ cho tuy nhiên nếu không nói lời nào mà đột nhiên biến mất thì cô sẽ bị cha con họ coi là người phụ nữ tệ bạc mất tên sát thủ tiếp tục tấn công nhát chém hình chữ v tí thì chúng mái tóc nếu đổi kiểu tóc cũng sẽ bị nghi ngờ mất nên do không muốn bị chúng chiếu chút nào nhưng phải vội tự nhủ đây không phải lúc để lo lắng tới việc đó mà cô giữ cho cơ thể không bị trẻ làm đôi mới phải Tên đeo kính thì chẳng cần phải động tay chân chỉ việc lôi kéo do sang phe mình sẽ được chia tiền thưởng cho. Thay vì cứ mãi né đòn ở thế bị động như vậy, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ mông lung rằng mình làm việc vì gia đình nhưng cũng là vì tiền. Mình chưa từng có lý tưởng cao đẹp như phải loại bỏ kẻ xấu bảo vệ đất nước, vậy thì vì một lý do gì mà phải làm công việc này? Trong lúc bất cẩn cái gót giày vô tình lọt đúng khe hở của những viên gạch làm mất thăng bằng, do bị đánh cho một trưởng cực thốn bay đập đầu vào tường chuẩn bị mất nhận thức đến nơi đối mặt với cái chết cô chỉ nghĩ về việc sẽ không thể đi lấy cái áo sơ mi của anh loi đang để ở tiệm giặt là rồi còn trả sách ania đã mượn ở thư viện vì lý do gì mà mình lại bị người này chĩa kiếm vào mặt hình bóng của cậu em trai cũng bắt đầu hiện lên trong đầu báo hiệu cái chết sắp tới dù không có cô thì em ấy vẫn tự trưởng thành và mưu sinh được thế nên công việc sát thủ là không cần thiết nữa dặn lòng chết tại đây để kết thúc tất cả nhưng bàn tay cô vẫn tự cử động phi cây châm ngay trước mặt khi biết gã đeo kính định đi trừ khử mấy mẹ con nhà kia chợt nhớ lại ôn ca từng nói chỉ muốn được sống cuộc sống yên bình do đã nhận ra lý do mình tiếp tục công việc này là vì trên đời còn rất nhiều người phải chết một cách oan ức cô chỉ muốn em trai không gặp phải những cảnh đó nên mới cố cứu giúp thật nhiều mảnh đời lòng đam mê công việc đã trỗi dậy do dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm dù cho bàn tay có nhuốm máu hay tính mạng chỉ như một sợi tơ thì vẫn đứng lên tiếp tục tiến lại gần bất chấp cơ thể bị thương nặng bởi chắc chắn anh loi sẽ chấp nhận và tha thứ cho mình thôi Do tung một cú đá nhắm thẳng vào đầu đối phương và quyết tâm không từ bỏ công việc chiến đấu này, sút bay tên cao thủ nằm lăn ra sàn. Trong khi đó trên đất liền đang thực hiện nhiệm vụ mật jury đột ngột ngã khuỵu xuống để tội phạm chạy mất. Một con người chưa bao giờ bị ốm nay lại đổ bệnh chỉ vì chị gái phải đi công tác dài ngày nên nhớ chị quá. Làm cậu nhớ lại hồi nhỏ trong một lần bị sốt chị do sốt sáng hết cả lên trùng cho thằng em cả đống chân lên người, thậm chí còn dùng hành quấn chặt vào cổ vì nghe nói hành có tác dụng chữa cảm. Hỏi bà hàng xóm biết được nên pha trà thảo mộc với mật ong, cô lập tức vào khu rừng sau núi bắt được cả mấy cái tổ ong về. Rồi còn đánh nhau với lợn lòi chỉ để pha trà và làm lẩu cho em. Kể từ đó, Yuri phải cố gắng thật khỏe mạnh không bao giờ bị ốm nữa để chị gái không phải liều mạng. Cậu còn nói như thể sắp chết rằng thật hạnh phúc khi được làm em trai chị, vì chị gái mà Yuri luôn nuôi dưỡng ước mơ sẽ khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cơ mà uống một ngụm trà thảo mộc của chị làm cu cậu như muốn chết đi sống lại, sự tỉnh giấc sau cơn ác mộng trà mà cậu nhờ anh cấp trên mua dùm đã có. Đây là loại trà nổi tiếng có hương vị dở tệ nhưng Yuri luôn uống nó vì mùi vị khá giống với loại chị gái từng làm. Tập 9. Sau khi được ngắm màn pháo hoa rực rỡ, Ania nhảy chân sáo sung sướng mà quên khuấy mất đi tìm mẹ, Loi chợt nhận ra hành động của đám cục bảo an có gì đó bất ổn. Anh đọc khẩu hình miệng thì biết được trong phòng họ đã bị cài bom, Loi tự nhủ cục bảo an sẽ tự lo liệu thôi mình không nên xen vào vì đâu thể bỏ mặc con gái được nghe được vậy Anya lập tức nói con vẫn muốn chơi nữa nên sẽ ghé qua khu trông trẻ còn papa cứ về phòng trước đi thế là tranh thủ lúc này loi có thể đi xử lý chuyện quả bom kia Anya vừa mới cầm vào quả bóng được 3 giây đã chán đòi chuyển qua vẽ tranh nhưng rất tiếc cô bé lại lén chuồn khỏi phòng ngay khi cô trông trẻ mải đi lấy tranh vẽ hội cục bảo an đang loay hoay tập trung tìm cách gỡ quả bom hẹn giờ tuy nhiên họ rất cuống vì trên thuyền toàn tính mạng người cầm quyền Loi trong bộ đồ ngụy trang tiến vào nói tôi từng đảm nhiệm công việc xử lý vật liệu chất nổ khi còn phục vụ đại đội hải quân. Vừa mới nhìn thấy nó anh đã đọc được tên đây là loại bom gì và nó thuộc về phe quá khích bên phía Tây, trong khi đó Anya đang chạy đi tìm mama thì tình cờ đọc được suy nghĩ của một gã. Hắn chính là kẻ buôn tin cho sát thủ đang tính chuồn đi vì đã thu được bộn tiền, con thuyền này sắp sửa chìm xuống đáy biển rồi các ngươi cứ việc mà ở lại đánh nhau. Thì ra tên buôn tin chính là kẻ đã cài quả bom kia. Vậy là đã tìm được vị trí của mama trên nóc tàu phía mũi thuyền cô bé lập tức chạy lên thì thấy vũ khí của mẹ. Liền cố hết sức mãi mới rút nó ra khỏi thân thuyền được, trong khi đó do và tay kiếm khách kia vẫn đang thừa sống thiếu chết đánh nhau mãi từ nãy tới giờ. Đọc được suy nghĩ của mama vì thiếu cây đinh nên không thể dứt điểm được Ania định tìm lối đi lên nhưng lại không có. Cuối cùng cô bé lấy đà rồi ném một phát thật mạnh lên trên đó cơ mà méo ăn thua ném được có một khúc hả. Đúng lúc đó hai tên sát thủ còn lại đang định tranh thủ lúc do bận đánh nhau sẽ đi trừ khử mẹ con nhà ôn ca, mỗi tội một thằng mắt mũi để đi đâu chạy dẫm mẹ lên cây đinh Ania vừa ném. Trượt chân ngã đập đầu thế là lỡ tay bóp cò nhắm đúng vào chân thằng đồng đội mà bắn, hai thanh niên cùng ngất xỉu thì Ania nghĩ đúng như kế hoạch. Do tò mò nhìn về hướng tiếng súng vừa rồi thì phát hiện ra vũ khí của mình lập tức nhào lộn mấy vòng ra lấy. Vậy là giờ không phải chiến đấu tay không nữa, hai bên cùng vào thế lấy đà lao thẳng về phía nhau gã sát thủ đeo kính tính rút súng ra bắn yểm trợ thì lại bị ăn ngay viên kẹo đồng của ông trưởng ban do xông tới gạt được thanh kiếm của đối phương sang một phía và cuối cùng tung một nhát quyết định kết thúc cuộc chiến ania vẫn đang ngóng đợi từng phút từng giây thì chợt nghe thấy tiếng của mama suy nghĩ đã thành công rồi cầm vũ khí trên tay do tự hỏi tại sao cây đinh của mình lại ở trên này nhỉ à chắc có gió thổi bay lên thôi ấy mà loi cũng vừa mới thành công gỡ được quả bom nhưng điều làm anh sợ méo phải bom mà là đám người cục bảo an bao vây mà anh chờ suy luận ra một chuyện nguy hiểm rằng vẫn còn nhiều quả bom khác trên thuyền, vì để nhấm chìm được con thuyền này thì một quả đây làm sao đủ. Thậm chí họ còn bắt loi không được hé răng gì về vụ này có lẽ vì sợ làm xấu mặt mũi cục bảo an. Họ chia người cùng với tất cả thuyền viên ra tìm kiếm tuyệt đối không được để các vị tai to mặt lớn biết tin. Ania đang nhanh nhảu chạy về phòng trông trẻ. Tình cờ nghe thấy suy nghĩ của gã đeo kính đang cố tìm cách lấy được đầu đạn ra khỏi người mà vô tình hắn ngửi thấy mùi thuốc nổ trong cái đồng hồ thì nhận ra không lẽ thằng buôn tin tính chơi xấu ania nghe được thì rất muốn báo cho papa đi gỡ bom nhưng cũng lại không thể báo được liền ngụy trang rồi bảo với một chú thuyền viên vừa nãy có một ông chú bôi cái gì mũi lên đồng hồ kia thanh niên cũng đúng lúc mới nhận được tin phải đi tìm quả bom nên thử tìm luôn chỗ đấy xem biết đâu lại có kẻ buôn tin đã ngồi được an toàn trên một chiếc xuồng được buộc vào thuyền thì lại đúng lúc đó tay sát thủ đeo kính phát hiện ra lập tức đu dây xuống Hắn hỏi tội tại sao định cho nổ tung cả du thuyền mặc dù biết trên đó có cả khách của người giao ủy thác. Tên buôn tin đáp đã ngụy tạo cho quả bom giống hàng của lũ phía Tây nên nhân dịp này muốn làm chiến tranh nổ ra. Tên này dùng dao đe dọa bắt phải cho ta đi với nhưng tên kia cũng đâu chịu thua rút súng ra đe dọa lại. Trở lại phía của loi anh vẫn đang tiếp tục nghe máy khi các thuyền viên tìm ra bom để đi gỡ từng quả một. Cơ mà điều đáng sợ nhất là ở nơi có rất nhiều hành khách như trên bom số 8 cũng có bom. Mặc dù muốn nhấn chìm con thuyền thường chỉ có cài ở các khoang dưới thân, tình hình gấp gáp lắm rồi anh buộc phải bẻ gãy luôn mặt đồng hồ trước mặt bao nhiêu du khách. Không thể lọ mọ gỡ được nữa mà cần ném luôn xuống biển làm anh thuyền viên hết hồn. Hai tên sát thủ dưới này vẫn đang tranh chấp chiếc xuồng với nhau và kẻ buôn tin là người chiến thắng chuẩn bị bóp có bắn nổ đầu tên đeo kính. Anh thuyền viên thì vẫn ra sức đuổi theo loi ngăn cản không cho ném xuống biển do chiếc đồng hồ đó là đồ cổ nhưng cổ với trả kính gì tầm này nữa loi ném thẳng xuống đúng đoạn hai tên kia đang đấu đá nhau quả bom nổ bùm một cái banh xác hai thằng cuối cùng kẻ buôn tin lại bị chính bom của mình giết chết tiếng nổ gây thu hút rất đông hành khách làm anh thuyền viên buộc phải quay lại thông báo tin đánh lạc hướng họ ania thì đã bị chị trông trẻ bắt được mắng cho một trận té tát rồi lôi sình sệt quay về do và ông trưởng ban đã đưa được mẹ con nhà ôn ca với gray xuống lối thoát hiểm họ được nhắc cần chùm tấm vải lên che kín người cho đến khi di chuyển ra xa hẳn du thuyền ôn ca bất ngờ ôm chầm lấy do người dính đầy máu để cảm ơn rất nhiều cậu con trai cũng muốn ôm tạm biệt chính đôi tay cô là người đã bảo vệ tương lai thằng bé nên đâu có sợ dính máu bẩn người gì hai cô cháu có một cái ôm thật ấm áp với nhau như người thân quen trong nhà vậy sau đó họ lên xuồng rời đi vậy là nhiệm vụ hộ tống đã thành công tốt đẹp ông trưởng ban nhắc nhở cô đừng chìm đắm trong cảm xúc nữa khi thấy do đánh ánh mắt xa xăm về phía mẹ con nhà ấy mà nhân tiện ông còn một điều nhắc nhở đó là hai cha con nhà Forger mong muốn gặp cô trên hòn đảo sẽ cập bến ngày mai. Trưởng ban sẽ lo việc cảnh giác lũ dư đảng nếu còn sót lại dùm cho và ném cho cô một cái khăn trường lạnh để vết bầm trên mặt không bị lộ trong buổi đi chơi ngày mai. Do mừng lắm cô cũng cẩn thận sẽ không mặc đồ bơi kẻo lộ vết chém trên ngực. Sáng sớm Ania đang mơ màng ngủ tí thì lăn lộn rơi từ giường tầng 2 xuống đất may papa đỡ kịp, bé nó tỉnh dậy thì gương mặt lập tức rạng rỡ vì trời đã sáng được đi gặp mama. Cuối cùng chuyến du thuyền hạng sang cũng có một ngày thật sự đẹp đến yên bình với cả ba người trong gia đình Foger. Trước mắt họ lúc này đã là hòn đảo nghỉ dưỡng. Tập 10 Đã tới đảo nghỉ dưỡng Ania làm một cú tiếp đất kiểu siêu nhân rồi cứ thế chạy lõng thõng theo sau Papa, loi thì cứ bị ánh mắt của cục bảo an làm cho không thể thư giãn nổi. Ania gợi ý nếu là một người cha bình thường thì cần biết vui sướng nhảy tung tăng cùng con gái mới đúng mà ổng cũng tin thật. Và sự xuất hiện của người đang đứng ngay phía trước khiến loi chợt thấy ngượng đó chính là do Anya vội chạy đến ôm mama. Loi thắc mắc mặt em hơi bị sưng thì cô nói dối do cặp vợ chồng đối tác bàn chuyện đã cãi nhau nên em đứng ra can ngăn. Tuy vụ chào mừng không được thành công nhưng em cũng đã làm hết khả năng của mình. Sau cùng vợ chồng họ đã nở nụ cười như vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Anya vô cùng thích thú vì hôm nay có mama đi chơi cùng. Thế là cả gia đình nhà Forger đã có một chuyến du lịch đầm ấm bên nhau. Hết đi xung quanh thị trấn ngắm cảnh rồi đến thưởng thức món ăn, còn chơi cưỡi ngựa và đu xích đu nữa. Ania đắp mãi mới xong được một đống cát ngổn ngang thì papa đã hoàn thiện cả lâu đài cát rồi, do được ngắm nhìn cảnh tượng con gái chơi đùa với mấy chú cừu đã thật sự nở một nụ cười bình an. Giá mà khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, tiếp theo Ania đòi lặn xuống biển ngắm cá. Cơ mà đọc được suy nghĩ mama đang không thể mặc áo tắm được thế là cô bé lấy cớ sợ bị cá mập ăn thịt nên thôi. Nhưng do không muốn con gái bị mất vui nên vẫn khuyên Ania đi bơi với mẹ vì chợt nghĩ ra có thể mặc bộ đồ bơi kín đáo ba bố mẹ con cùng nhau lặn xuống biển ngắm các bạn cá đẹp đẽ. Tiếp theo là trò lướt ván, thấy có cơn sóng đẹp do lỡ tay đẩy Ania bay một phát cực nhanh vì quên mất chưa điều tiết lại sức mạnh. Cô bé suýt thì ngã dập mặt xuống biển rất may có papa lướt đến đỡ kịp, thế nào mà con bé còn phấn khích đòi thêm lần nữa. Hôm nay được chơi rất nhiều Ania vui lắm, còn do thì chiến đấu không ngủ nghỉ suốt mấy ngày trời nên đôi mắt cứ nặng chữ cuối cùng cô ngã nhào vào vai lòi. Ania thì quẩy nhiệt quá cũng buồn ngủ luôn cái kết anh chồng phải vác hai mẹ con về trước mặt bao nhiêu người. Trải qua cả ngày trời quan sát do khá kỹ, lo nhận ra dù công việc có vất vả thì cô ấy vẫn chiều theo cái tính bướng bỉnh của Ania vô cùng. Nở một nụ cười mỉm anh thầm cảm ơn em đã vất vả rồi, chuyến du lịch đã kết thúc cả gia đình lên du thuyền cùng trở về đất liền. Vừa thấy Ania về bon sung sướng chạy ra vồ lấy cô bé, rồi cả nhà cùng nhau ngồi thưởng bánh uống trà và trò chuyện về những gì vừa qua. Ania còn vẽ được một tấm ảnh hình có cả papa, mama và cô bé đang vui chơi trên du thuyền. Hôm sau tới cơ quan do đem quà lưu niệm mua ở trên thuyền ra tặng các chị em. Họ đang hào hứng thì niềm hy vọng chợt dập tắt khi món quà là mấy bộ hài cốt, tóc vàng liền mắng tư duy kém quá, nếu là quà cho đồng nghiệp thì phải rượu vang hay bánh kẹo chứ. Giờ thì do mới tiếp thu được kiến thức này, chỉ tại thấy con gái cứ thích món này quá nên cô mới tiện mua tặng mọi người. Quà lưu niệm cho Jury thì anh Loi đã chọn bánh kẹo hộ rồi không lẽ giờ lại lấy nó tặng ba người. Thấy do bối rối cô tóc vàng cũng đành thôi vì ngốc như vậy mới đúng là chị do chứ, cô em tóc nâu thì nhận móc chìa khóa cũng được nhưng thích con nào dễ thương cơ. Trong khi đó Jury đang vô cùng yêu đời vừa hát vừa nhảy chân sáo vì chị gái đã đi công tác về, sau khi tan làm cậu sẽ đi gặp chị yêu chị yêu chị yêu ngay. nhưng chợt nghĩ lại nếu chị do về thì hắn ta cũng về luôn thế là lại khó chịu, mỗi lần cậu em vợ qua chơi là Loi lại phải chuẩn bị dàn xếp các thứ rõ mệt. Nhưng dù là người thân thì anh cũng đã biết Yuri là cảnh sát mật thiên địch của phe mình, chỉ cần sơ sẻ một chút cũng có thể bị hắn ném vào tù luôn. Nên để cẩn thận loi phải cho hai cái gối tình yêu sát vào gần nhau hơn, ảnh gia đình thì thêm mấy tấm tình tứ gần đây. Hôm sau tới trường sau một kỳ nghỉ dài ngày, đám học sinh đang trò chuyện với nhau về những ngày qua mình đi chơi ở đâu. Riêng Anya làm ra vẻ ngầu lòi mong chờ một câu hỏi từ Becky, chỉ chờ có thế con bé khệnh khạng khoe Anya đã ở trên biển khởi đầu cho một chuyến phiêu lưu vĩ đại không hồi kết trong đầu thầm nghĩ khi biết tin mình ở trên du thuyền hạng sang Becky và Damian đều sẽ cực sốc, con thứ sẽ phải kính nể rồi xin lỗi mình và rủ gia đình Forger qua nhà cậu chơi. vậy là nhiệm vụ hòa bình thế giới được hoàn thành, nhưng thế éo nào khoe ra xong Becky đáp thế cũng bình thường, thậm chí nhỏ còn phải sửa tên con thuyền cho khi Ania đọc sai bởi trước khi nhập học Becky đã từng lên đó rồi. mà một đứa ngủ ở phòng thượng hạng với một đứa phòng hạng ba làm sao so sánh nổi. hai thằng đệ của Damian nghe vậy liền cà khịa con bé cậu con thứ binh vực Anya bằng cách nói đừng có trêu chọc đứa dân đen nữa, nhưng nói vậy khác nào chọc quê khiến Anya suýt khóc luôn rồi. Thế là hai cậu bạn ấy thi đua với Becky kỳ nghỉ vừa rồi đứa nào đã được đi du lịch sang chảnh hơn, nghe Becky kể mà cả lớp đều phải ùa vào nể phục. Vì papa của cô có mời hẳn một chị minh tinh đóng bộ phim đang nổi tiếng gần đây. Anya nhục nhã quá liền khoe ở trên thuyền của Anya cũng có cả trăm người cực khủng với một số người từ nước ngoài đến, điển hình là xích lưỡi ếch Nabi. Đám bạn xung quanh nghe chả hiểu cái đếch gì trong khi Damian vẫn ngồi chống cằm chăm chú quan sát cô bạn kể chuyện. Cuối cùng con bé phải chém gió đại ra mấy cái tên cho thật ngầu, nhưng phản ứng của đám bạn càng ngày càng khác và cuối cùng đã bật cười trêu chọc. Con báo con bướng bỉnh còn cố chém thêm vài thứ linh tinh khác để thuyết phục các bạn tin. Mà chúng nó quay sang bên Becky hết rồi cuối cùng đành ngồi xuống tủi thân khóc một mình, chỉ có con thứ là người duy nhất không cười mà còn lắng nghe hết những gì Ania mới kể. Thậm chí thầy giáo đã vào lớp mấy đứa bạn còn kể với thầy về chuyện Anya đánh bại người ngoài hành tinh trong kỳ nghỉ. Con bé mặt đỏ như gấc ấm ức đến tận khi ra về, Becky phải động viên bằng mấy câu thật hào nhoáng mới khiến bạn đỡ buồn hơn. Josh thì bồi thêm câu nói dối nhớ vừa vừa thôi kẻo lại không có ai chơi như tớ làm nhỏ cụt cả hứng luôn. Ở nhà hôm nay có cậu Jury sang thăm chị gái. Được tặng cho một túi bánh kẹo thanh niên nhất định sẽ trân trọng nó cả đời thậm chí còn chụp ảnh để ngắm mỗi ngày. Thấy Anya về trong tâm trạng buồn giàu Jo và Bon đều lo lắng hỏi Han, thì ra việc bị bảo là đồ nói dối rồi đem ra làm cho cười khiến Anya đã khóc. Không thể nói vì muốn giúp kế hoạch của Papa được nên cô bé đành nói dối là tại con muốn được nổi bật. Loi khuyên nhủ nói dối là không tốt đâu, nhưng trong đầu đã tuôn ra hàng loạt các mẹo làm sao để nói dối có thể thuyết phục được đối phương. Jo và Yuri cũng suy nghĩ kiểu dạng tương tự luôn mà bề ngoài vẫn tỏ ra vẻ không nên nói dối. Rốt cuộc thì nhìn được bầu không khí khốn đốn của ba chuyên gia nói dối này, Ania không muốn trở nên khổ sở như họ nên từ nay sẽ không bao giờ nói dối nữa. Tập 11. Becky đang ngồi xem một bộ phim tình cảm đầy drama của một cô gái có tình yêu cháy bỏng dành cho người đàn ông đã có hôn thê, sự táo bạo không phù hợp với lứa tuổi trẻ con của nhân vật nữ ấy khiến Becky nằm dài ra ghế say mê, chợt nhìn thấy tấm ảnh chụp gia đình Ania thế là con bé lập tức gọi điện xin phép rồi qua nhà bạn ngay và luôn. Hôm nay nhất định phải gặp được ngài Loi rồi thúc đẩy mối quan hệ đôi bên. Trong khi bà quản gia thì nghĩ gian díu là không nên đâu tiểu thư, Ania vừa mới gọi papa ra mà Becky đã đỏ bừng mặt bối rối rồi, con bé lúng túng mãi mới dám chào bố của bạn và cũng không quên đem quà sang tặng gia đình. Được ngài loi tươi cười chào lại còn gọi hẳn tên mình khiến Becky sướng như lên thiên đường và ngã xỉu ra sàn. Sau khi giao lại tiểu thư bà quản gia đi về mà loi nhận ra trông bà ấy như một cựu quân nhân từng trải, Ania bắt đầu dẫn bạn khám phá nhà mình từ phòng khách, ủa không phải cái kho chứa đồ sao? Còn đây là phòng của Ania. Nó còn chật hơn phòng của con chó nhà mình nữa. Thôi dẹp đi nhà Ania không còn gì để khám phá nữa đâu. Nghe tin mama cô bạn đang dắt chó đi dạo Becky nhận ra cơ hội của mình tới rồi. Trong đầu con bé chưa gì đã tưởng tượng ra viễn cảnh hệt như bộ phim. Becky bất chấp việc ngài đã có vợ để dùng mị lực quyến rũ ngài loi bằng mọi giá. Ania cuối cùng cũng nhận ra ý đồ muốn làm mẹ mình từ con bạn thân. Nhưng nghĩ lại vậy thì nhà ta sẽ được chuyển sang ở trong tòa lâu đài. Cơm nước luôn có đầu bếp hạng nhất nấu rồi mỗi sáng đều có trực thăng trở đi học lúc nào cũng được đi chơi vì việc nhà đã có gia nhân làm cho hết, vậy tính ra mama Becky cũng không tệ. Thế là liền ra kêu papa chơi với tụi con để hỗ trợ cô bạn, Becky liền lúng túng lại gần bắt chuyện mà lắp bắp mãi mới giới thiệu nổi cái tên. Loi thì thừa biết về gia tộc nổi tiếng nhà cô bé luôn rồi nên nhân cơ hội này có thể kiếm thêm chút nguồn tin quý báu. Anh bắt đầu hỏi mấy vấn đề về doanh nghiệp rồi cả cha của Becky thì biết được ông bố khá là chiều con, một bên chỉ muốn điều tra thời gian trống cũng như phạm vi hoạt động với thói quen hàng ngày. Một bên thì lại tưởng ngài ấy đang muốn tìm hiểu sở thích của mình rồi định mời mình đi hẹn hò, mà Becky còn méo nhận ra loi chỉ đang dò hỏi thông tin về bố mình nhưng lại tưởng ngài ấy đang muốn tìm hiểu sâu về gia đình để chuẩn bị cho một tương lai nghiêm túc ở bên nhau. Đúng lúc đó do đã về làm con bé khó chịu ra mặt luôn nhưng vẫn phải tỏ ra lễ phép, Ania giới thiệu chú chó bon nhà mình nhưng Becky hoàn toàn méo quan tâm. Đây chính là lúc vận dụng hết kiến thức trong phim tình cảm để thể hiện mình, dù có là người đàn ông đã kết hôn vẫn sẽ theo đuổi người phụ nữ khác được. Becky tháo dây buộc tóc để xóa ra rồi xoay một vòng tạo dáng gợi cảm, chẳng hiểu sao vẫn chưa ăn thua đành vẩy vẩy phần tóc gái thêm một lần nữa, Anya thấy vậy cũng bắt chước theo làm cho tưởng bọn nhỏ đang tấu hề. Cô pha hồng trà đem ra mời cả nhà và còn kêu anh loi ngồi lại gần Becky một chút vì hình như cô bé rất mong chờ được đến gặp anh. Chuyện này khiến con mắt Becky xoay tít vì khó xử liền quay ra hỏi ngài có hứng thú với gia đình cháu ạ, à. nhưng khi nghe câu trả lời là không phải bé nó sốc lẽ nào ngài chỉ đang chơi đùa với cháu. Do còn cười vui vẻ khi thấy hai chú cháu chơi đùa với nhau càng làm Becky cay cú hơn. Chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối tối thượng mà nhân vật nữ trong phim đã bày ra, đó là giả vợ uống say rồi tựa đầu vào người con trai để làm nũng. Thấy do đứng bật dậy làm loi rén tưởng vợ đang hiểu lầm mình và con bé này làm trò gì với nhau khi cô đi vắng. Nhưng hóa ra do chỉ tự trách bản thân vì lỡ cho rượu và đồ uống của trẻ con, hay là do lá trà đã bị ủ quá lâu chứ hồng trà sao mà say được, lập tức bế Becky chạy vội tới bệnh viện. Thế éo nào bà bế con bé chạy bộ từ nhà ra thẳng ngoài đường vì lo sợ sẽ bị ngộ độc rượu cấp tính luôn ạ. À? Bị một chiếc xe ô tô đụng chúng cô lỡ quảng Becky tít lên trời rồi bản thân thì ngã lăn lộn mấy vòng nhưng vẫn có thể đứng dậy đón lấy cô bé tiếp tục chạy đến khoa cấp cứu được mới tải. Do bay nhảy trên nóc những chiếc xe giữa đường như sóc còn kêu cháu hãy cố gắng tỉnh táo nếu ngủ là chết đấy. Cạn lời cái bà mẹ ngố này. Lúc bấy giờ Becky mới chịu thừa nhận cháu chỉ nói dối vì muốn được ở bên ngài loi thôi chứ không có say. Rồi hết lời nói xin lỗi phu nhân nào ngờ do còn cười mãn nguyện vì cháu không sao là tốt rồi thấy anh loi được nhiều người yêu mến cô càng vui vì điều đó chứng tỏ anh ấy là một người tuyệt vời chứ sao có thể giận cháu được do còn xin lỗi ngược lại chỉ vì hiểu lầm mà bắt cháu chạy đến tận đây cô đúng là người chẳng đâu vào đâu khác xa chú loi becky động viên nhưng phu nhân là người được ngài ấy chọn cơ mà và thắc mắc về chuyện tình của hai người không thể nói là vì lợi ích đôi bên được nên do kể lại chú ấy từng nói chọn cô vì cô mạnh vậy có nghĩa gu của ngài loi là kiểu phụ nữ mạnh mẽ sao ngay sau đó hai bố con nhà kia cũng đã đuổi kịp đem túi sách trả lại cho Becky, khiến cô bé rung động vì ngài ấy lo lắng cho mình đến nỗi đuổi theo tận nơi. Ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì thể hiện được sự mạnh mẽ không nhỏ đã phát hiện ra cái máy đập tạ. Chạy ra đấy ông chú trông máy hỏi có tiền không nhóc thì con bé đập cho vào mặt một cọc tiền, Anya vẫn cổ vũ cho cô bạn vì một tương lai có đầu bếp hạng sang. Becky bê mãi mới nổi cái búa lên vai kết cục là chưa kịp đập đã ngã lộn nhào ra sau, thế là lại ngồi mít ướt vì mình chỉ là một cô gái yếu đuối vô dụng. Do thì hiểu lầm cháu nó muốn kiếm giải nhất để tặng chồng mình, cô liền cầm cái búa lên phang nhẹ một cái nổ tung cái máy sức mạnh còn vượt xa cả điều kiện để đạt giải nhất luôn. Becky quay ra thấy ngài Loi nhìn phu nhân đắm đuối vậy là quả nhiên ngài ấy thích phụ nữ mạnh mẽ sao. Do thì cố giải thích chỉ là ngày xưa em được chuyên gia đập tạ nhận làm đệ tử chứ không phải như anh nghĩ đâu. Becky cuối cùng cũng nhận ra mình không thể đọ lại được phu nhân Do, cô là một quý bà hoàn mỹ với tấm lòng bao la và sức mạnh khủng khiếp nên hãy nhận cháu làm đệ tử do nghe được vậy thì vui lắm đồng ý huấn luyện con bé ngay chiều tối đó bà quản gia qua đón tiểu thư mà thấy cảnh hai cô cháu này đang đứng tập luyện võ thuật quay trở lại vài ngày trước cái hôm mà loi mới trúng thưởng chuyến đi chơi trên du thuyền hạng sang các bác sĩ cùng công ty đều chúc anh cứ thong thả mà tận hưởng vì loi luôn làm việc rất chăm chỉ fiona vẫn lắng nghe chăm chú câu chuyện ấy sau đó cô tới căn cứ mật nhận nhiệm vụ từ sylvia một đống công việc fiona cũng tự nhận sẽ làm một mình hết mặc dù đã được khuyên không nên cố quá bởi đây vốn là những nhiệm vụ đáng lẽ đặc vụ Choi Lai là người làm nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Trong khi đặc vụ Choi Lai có một chuyến du lịch tận hưởng cùng cô con gái, thì đặc vụ Naifone vẫn liên tục ngày đêm liều mạng đột nhập vào lòng địch hoạt động. Cô tận dụng hết những kiến thức mà tiền bối Loi đã chỉ dạy để hoàn thiện nhiệm vụ, một mình Naifone chiến đấu với cả băng ổ tội phạm và hoàn toàn hạ gục được chúng, đây sẽ là bước đà cho công cuộc trở thành vợ tiền bối cho đến khi nhiệm vụ xong xuôi thì mắt cũng đã thâm quầng. Fiona tự tin anh ấy sẽ nhận ra người phụ nữ phù hợp nhất là mình. Nhưng chợt nhớ lại về cú đánh bóng thần thánh đến gãy cả cây vật của Joe, cô nhận ra thế này vẫn chưa đủ để chiến thắng được cô ta chiếm lấy vị trí phu nhân nhà Forger. Fiona lại tiếp tục lên núi tu luyện từ đu cây cho tới cõng gấu đi dạo, cưỡi dê núi rồi còn điều khiển cá sấu. Cuối cùng anh loi cũng đã trở lại làm việc. Cô đưa cho anh số tài liệu mà mình đã tổng hợp trong mấy ngày qua. Chỉ mới ba ngày không gặp thôi mà sao mình lại yêu tiền bối đến nhường này? Loi thì đã được Sylvia kể về việc mấy ngày qua Nai Phôn cứ nhận sạch công việc hộ anh rồi gồng gánh hết một mình. Nên anh có mua tặng cô một túi quà lưu niệm mà chả hiểu sao bị nhỏ lườm khủng khiếp luôn. Không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng thật ra Fiona chỉ đang bị yêu anh quá mức nên cố che giấu cảm xúc thôi. Tập 12 Loi rủ Ania cùng rất Bon đi dạo thì con chó thích thú lắm, nhưng Ania lại từ chối không đi đâu làm nó sốc ra mặt luôn. Hóa ra phong trào gấp giấy đang thịnh hành trên trường khiến cô bé rất tập trung không thèm quay đầu ra chỗ khác. Nếu chỉ có một mình mình với Bon thì thay việc đi dạo thành buổi huấn luyện. Ra công viên loi tập luyện các ám hiệu cho nó biết cách vô hiệu hóa đối tượng, đủ để không làm chúng chết còn moi thông tin. Một khi cắn cũng không được phép nhà ra tránh gây nguy hiểm cho bản thân mình, nhưng con Bon này hiền quá nên nhiều chiêu không thể áp dụng được. Sau đó còn phải huấn luyện phân biệt mùi hương và phát hiện vật liệu cháy nổ nữa, chuyện này làm Bon ỉu xìu đi hẳn. Nhớ lại ngày trước đám nhà khoa học luôn chửi rủa đầu chó ngu có việc đơn giản như này cũng không làm được, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hủy làm nó buồn lắm. Frankie cũng khuyên Loi nên làm theo cách vui vẻ hơn đi đừng áp đặt lên con chó quá, vậy thì Loi đành rất bon đi dạo. Ở nhà Jo đang khen con gái làm được nhiều ngôi sao dễ thương quá, rất tiếc đây không phải sao thông thường mà là trò Anya Forger sẽ được cho tặng sao Stella. Bon đang đi trên đường thì nhìn trước được tương lai cảnh một cậu nhóc đánh rơi cây kem mới mua, rồi còn bật khóc trước sự cười đùa của đám bạn. Nghĩ đến cảnh tượng sẽ được ông chủ khen vì bảo vệ đồ ăn của lũ trẻ, nó lập tức lao sổ đến như muốn ra ám hiệu cho cậu nhóc. Và cái kết khiến cu cậu giật mình tình huống giống hệt như trong tiên đoán, thì ra Bon mới chính là nguyên nhân gây ra sự việc này. Cũng may cái kết được thay đổi bằng việc loi đền cho nhóc ấy hẳn cây kem ba tầng giờ thì làm cho mấy đứa bạn kia phải ghen tị. Tiếp theo con chó lại nhìn được cảnh tượng một ông cụ bị chiếc xe đạp tông phải nằm sóng xoài ra sàn, ngay lập tức chạy ra vị trí đó cắn áo kéo ông ấy quay lại cũng may đã thay đổi được tương lai nhưng bù lại bon bị mắng té tát, hết dành đồ ăn của trẻ con lại đến cắn người qua đường. Loi đã tức giận quyết sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh, cơ mà nghĩ lại thì lúc huấn luyện và giao tiếp nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời, và lại bình thường bon cũng đâu phải một con chó hư hỏng, cho rằng nó đã mắc bệnh gì đó anh định sẽ đem qua bệnh viện khám. Một lần nữa bon dự đoán được tương lai về tòa nhà nào đó trong phố sắp bị hỏa hoạn và có vẻ một người vẫn còn kẹt bên trong. Nó bắt đầu đánh hơi rồi ngó nghiêng xung quanh, quanh quan sát tình hình tuy nhiên bị loi giữ chặt lại không cho đi đâu hết. Bon liền làm ra một vẻ mặt nghiêm trọng thì anh mới chịu chạy đi cùng. Quả nhiên là vậy một tòa nhà vừa mới bùng lửa lên và lan ra rất nhanh. Hầu hết mọi người đều bình chân như vậy chờ cứu hỏa tới vì tưởng trong đấy không còn ai. Nhưng theo như tiên đoán mà Bon đã nhìn thấy thì nó lập tức cắn đứt dây đeo cổ xông vào bên trong. Loi cũng đành bịt mũi đuổi theo và hóa ra người còn mắc kẹt trong tòa nhà lại là một chú chó con bé xíu xiu đang định quay trở ra nhưng rất tiếc trần nhà rơi xuống chặn mất lối thoát bon thì có vẻ đang sợ lửa nên không thể gượng ép được tầng dưới cũng đã chìm trong biển lửa chỉ còn mỗi cầu thang phía bắc là lối thoát loi đang định chạy ra phía đó thì bị bon cản lại thật may đã nghe lời nó nếu không là sập rơi tọt thẳng xuống tầng dưới rồi loi khen mũi của bon quá tốt có thể ngửi được trong lúc này mà không biết đó là tiên đoán vậy thì chỉ còn cách cố lao qua đám khói mà xông ra bằng đường vào loi có thể thoát dễ dàng nhưng anh sợ bon sẽ không làm nổi vì không thể nín thở chợt thấy cái túi bóng anh liền khua tay một đường để lấy không khí sạch bên dưới nhằm sử dụng trong những trường hợp không thở được nhét chó con vào một cái cặp rồi cả hai cùng hết tốc lực phi qua đám cháy đâm thủng cửa sổ phi ra ngoài và tiếp đất an toàn thấy trên bộ lông của bon bị dính một đốm lửa loi vội dội nước dập nó ngay và giờ cơ thể thật của chú chó mới được tiết lộ việc tắm cho nó lúc nào cũng để do làm nên lần đầu loi được biết bon rất gầy người toàn lông là lông thánh phải cố nhịn cười tự nhủ mình là một điệp viên lạnh lùng không được bộc lộ cảm xúc chú chó con ấy giao lại cho bác chủ nhà rồi bon lại tiếp tục chạy khi đánh hơi ra điều gì đó thì ra những vụ hỏa hoạn liên hoàn gần đây đều là do một tên phóng hỏa mà thành chứng kiến cảnh một người nháo nhác tìm người thân bên trong đám cháy khiến tên biến thái thỏa mãn ngay lập tức bon sổ ra đập cho nó một phát vào chân loi đang định tức giận vì con chó lại tấn công người thường nhưng khi thấy dầu và đồ tạo lửa rơi ra khỏi áo thanh niên đó thậm chí gã còn rút dao ra định khử luôn con chó thì anh đã ngăn chặn kịp đấm cho một cái ngất xỉu luôn, loi chói chặt hắn lại rồi báo án cho cảnh sát đến giải quyết. Anh rất thắc mắc là mùi có ở hiện trường hay mùi đặc thù khi hung thủ căng thẳng mà Bon có thể nhận ra được. Cô gái kia cũng đã tìm được chú chó con thì mừng rỡ vì coi nó không khác gì gia đình của mình. Ông chủ nhà kể có một anh chàng và một chú chó to lớn đã cứu nó nhưng họ chạy biến đi đâu mất tiêu rồi. Bon tưởng tượng đến cảnh phần thưởng là lượng thịt đủ ăn trong một năm nhưng loi thì không muốn lên báo chút nào nên sẽ không lộ mặt ra nhận thưởng làm nó cụt lùn lần này loi có lời khen dành cho chú chó của mình tuy nhiên anh phải ngồi xuống nghiêm túc định nói một điều khiến nó sợ hãi không lẽ đòn cắn chân vừa nãy đã sai cách mà hóa ra không phải loi chỉ dặn đừng có liều lĩnh vì nếu mi chết thì con bé nhà ta sẽ buồn lắm đấy anh cũng nhận thấy mình sai rồi việc làm chó nghiệp vụ thì tính sau trước mắt cứ làm tốt vai trò thành viên của gia đình forger đã còn muốn dẫn bon đến tiệm thú y nào kiểm tra vì hồi nãy đã hít phải nhiều khói bon cảm động dụi mặt vào người ông chủ do cuối cùng cũng làm xong một hình gấp bằng giấy tuy nhiên ania nhìn mãi mới thấy nó giống con dao cơ mà sai rồi đấy là chim cánh cụt cơ rốt cuộc do không thuộc về gấp mà cắt mới là sở trường của cô trong chớp mắt đã tạo ra những hình nhân tài ba tuy nhiên lại lỡ quá tay giết chúng nó hàng loạt hai ông cháu kia đã về đến nhà làm ania sốc trước hình dạng khi ướt nhẹp của bon chỉ có mẹ do là nhìn quen rồi giọng sủa của nó khi bị ướt cũng khò khẻ khác xa mọi khi luôn loi nói dối đi đường vô tình bị một người xịt nước chúng nhưng Ania đọc được suy nghĩ của Papa thì biết hai người chỉ đi dạo cũng lập được công lớn, liền vẫy Papa cúi xuống đây. Cô bé gắn cho mỗi người một ngôi sao Stella phần thưởng vì đã đi dạo siêu vất vả, eo ơi con nhà ai mà cu te thế. Vậy là mùa 2 của gia đình điệp viên đã được khép lại tại đây, tin tức về phần movie cũng đã được công bố các bạn hãy cùng mình đón chờ vào khoảng vài tháng nữa nhé. Và đừng quên like cũng như đăng ký các kênh của Tenny để ủng hộ mình ra mắt những video chất lượng hơn.